Rồi, hello tất cả các anh chị em. Hello tất cả mọi người nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại ngày thứ 3 trong chương trình 30 ngày làm chủ sự giàu có. Rồi các anh chị ơi, mình quay trở lại màn hình ha. Ok. Những anh chị nào nghe thấy Hương nói rồi thì có thể comment số 1 ạ. Rồi, Hương xin chào tất cả các anh chị. Bây giờ thì Hương sẽ cho anh chị tầm khoảng 1 phút để anh chị ổn định chỗ ngồi và bật camera lên. Được không anh chị? Yes. Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây là mình hôm nay mình ra quyết định rằng mình sẽ tham gia với 100% năng lượng ạ? Thì có thể comment tôi. Và ai ở đây là người có cái năng lượng cao nhất thì có thể comment tôi. Anh chị nào ngày hôm nay mình ra quyết định ngày hôm nay mình là một người có năng lượng cao nhất đấy ạ? Yes. Năng lượng thì sẽ tạo ra năng lượng và cũng như rằng là những anh chị nào mà mình tập trung toàn bộ năng lượng ở đây thì anh chị sẽ có rất là nhiều tiền, đúng không anh chị? Yes. Và Hương xin chào tất cả các anh chị nha. Chúc cả nhà chúng ta có một cái ngày mới tràn đầy năng lượng. Yes. Rồi, và ngày hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ nói đến một cái bài học, những cái phẩm chất của một người thành công. Để chúng ta có được cái thành công ấy, thì chúng ta cần có xây dựng cho mình những cái phẩm chất này, chúng ta cần phải rèn luyện cho mình những cái phẩm chất này, được không anh chị? Và nếu như mà anh chị mà mình không có tập trung ấy, thì mình sẽ không có cái kết quả gì tốt nhất. Cho nên là để mà chắc ăn thì chúng ta sẽ tập trung 100% năng lượng ở đây. Và các anh chị, bao nhiêu số anh chị đồng ý với lại cái việc này, cái nội quy này của Hương thì có thể comment tôi ạ. Bởi vì anh chị đã mất công, anh chị ở đây, anh chị dành thời gian ở đây để anh chị học tập và phát triển rồi, thì mình hãy cho phép mình tiếp lạp những cái tư duy này, mình hãy tập trung 100% năng lượng để mình đón nhận được những cái điều tuyệt vời nhất. Còn nếu như mà chúng ta đã mất thời gian đây rồi mà chúng ta không có tập trung thì nó rất là lãng phí thời gian của mình, đúng không ạ? Đúng không anh chị? Và ngày hôm qua bao nhiêu trong số các anh chị ở đây mình đã viết ra được cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn cho mình rồi ạ? Mình đã hoàn thành được cái bước là thiết lập mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu dài hạn của mình. Mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu 30 ngày và mục tiêu 6 tháng thì các anh chị có thể comment tôi ạ. Yes, vô cùng tuyệt vời. Một trong những cái điều tuyệt vời nhất mà chúng ta biết muốn đến được đâu ấy, đích đến của chúng ta ở đâu ấy, cái hành trình của chúng ta như thế nào là chúng ta phải có cái mục tiêu cho nó. Khi mà chúng ta đã xác định được cái mục tiêu cho mình rồi, chúng ta đã xác định được cái nơi mà mình muốn đến rồi. Và anh chị đã thấy là trong ngày hôm nay anh chị đã họp với nhóm của mình chưa? Những cái nhóm học tập của mình chắc chắn là anh chị đã họp với những cái nhóm của mình rồi. Và anh chị đã có được những cái bạn nhóm trưởng, đúng không ạ? Trong nhóm học tập của mình đã hướng dẫn anh chị cái cách thiết lập mục tiêu rồi, đúng không anh chị? Thì khi mà chúng ta thiết lập mục tiêu này thì chúng ta thấy rằng là cái lý do cao cả để mình đạt được cái mục tiêu này là gì? Cái lý do cao cả để mình đạt được mục tiêu là gì? Cái lý do to lớn tại sao mà tôi phải đạt được cái điều này? Tại sao tôi phải trở thành cái con người này? Tại sao tôi phải chinh phục cái điều này? Và chúng ta hiểu rằng là cái lý do đó là cái động lực lớn nhất. Cái khát khao chính là cái động lực lớn nhất để cho chúng ta có thể vững bước tiến lên từ cái mục tiêu của mình. Anh chị đồng ý với Hương không ạ? Và có một cái điều là như thế nào ạ? Khi anh chị đã viết được ra cho mình những cái mục tiêu thì bao nhiêu anh chị đồng ý với Hương rằng có phải mình mới thấy rằng có rất là nhiều điều mình chưa biết không ạ? Khi chúng ta viết ra những cái mục tiêu của mình ra, khi mà chúng ta đặt những cái mục tiêu của mình ra thì chúng ta thấy rằng là có những cái điều mà mình đang cần, mình đang thiếu, những cái mà mình chưa biết. Có một số cái thứ mình thấy rằng là mình phải có cái đó thì mình mới có thể làm được. Mình cần cái nguồn lực này mình mới có thể làm được. Hoặc là mình cần những cái kỹ năng này thì mình mới có thể làm được, đúng không ạ? Hay là mình phải cần có, gọi là mình cần phải có những cái kinh nghiệm này mình mới làm được. Yes, có nghĩa là khi mà Hương nói cái việc mà chúng ta thiết lập mục tiêu là một trong những cái điều rất là quan trọng, đó là một trong những cái bước để chúng ta có thể tiến được đến cái mục tiêu của mình, tiến đến cái thành công của mình và chinh phục những cái thành công đỉnh cao của mình. Thì khi chúng ta biết được đến đích đến rồi, chúng ta biết được đến rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tới cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ xem chúng ta đến đó bằng cái cách nào. Đúng không ạ? Khi chúng ta biết đích đến rồi thì chúng ta sẽ xem là chúng ta đến đó bằng cái cách nào. Chúng ta cần có những cái công cụ gì, chúng ta cần những cái nguồn lực gì, chúng ta cần những cái kỹ năng gì và chúng ta cần những cái tư duy gì.
chúng ta cần những cái công cụ hay phương tiện gì để có thể đến được cái mục tiêu của mình, đúng không anh chị? Yes. Và khi mà chúng ta đã gọi là đã tỉnh giác về cái điều này rồi, thì anh chị có đồng ý với Hương rằng là nếu như mình đạt được một cái mục tiêu của mình rồi, mục tiêu mới của mình là mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng hay mục tiêu 1 năm tới, thì nếu như chúng ta vẫn tiếp tục những cái thói quen cũ, những cái tiếp tục những cái hành động cũ, tiếp tục những cái suy nghĩ cũ, tiếp tục làm những cái cách cũ, công việc cũ, thì liệu rằng cái tháng này anh chị có đạt được cái mục tiêu mới hay không, kết quả mới hay không, hay là liệu rằng cái kết quả trong cái năm nay bạn có đạt được hay không, thì chúng ta hãy đặt cái câu hỏi rằng là gì ạ? Chúng ta có thể phân tích, chiêm nghiệm lại những cái kinh nghiệm của mình, chiêm nghiệm lại những trong suốt những cái năm vừa qua của mình, trong 5 năm, 10 năm vừa qua, thì cái thói quen của anh chị là những cái thói quen như thế nào, mình đã dành thời gian ra như thế nào, mình đã dành thời gian biểu của mình dành cho những cái việc mà xây dựng mục tiêu và ước mơ của mình như thế nào, mình đã dành ra bao nhiêu thời gian để thực hiện cái giấc mơ đó của mình, mình đã dành ra bao nhiêu thời gian để mình thực hiện cái giấc mơ đó của mình, và cái thói quen đó nó có ảnh hưởng và nó tác động tích cực hay tiêu cực đến cái kết quả thành công của chúng ta. Bởi vì nếu như Hương hỏi anh chị này, anh chị ơi, nếu như bây giờ anh chị làm một cái công việc của anh chị trong suốt 5 năm cùng một cái cách cũ, như vậy thì kết quả trong 5 năm của anh chị làm là anh chị trải nghiệm cái cách thức đó, anh chị trải nghiệm cái thói quen đó, anh chị làm lặp đi lặp lại cái hành động đó mỗi ngày, để sau 5 năm thì bạn đã có được những cái kết quả gì, bạn đã có được những cái kết quả gì. Và như một người nói ra rằng là gì ạ, tôi có cái kinh nghiệm làm cái nghề này, tôi có cái kinh nghiệm trong lĩnh vực này làm 10 năm. Vậy thì chúng ta phải hiểu rằng cái người đó, ok, 10 năm anh ta làm cái công việc đó và kết quả của anh ta đạt được sau 10 năm đó là gì? Nếu như không thành công, nếu như chưa thành công, thì sự thật là anh ta có kinh nghiệm 10 năm hay không? Hay là anh ta chỉ có kinh nghiệm 1 năm và anh ta làm lặp đi lặp lại 10, lặp lại cái 1 năm đó 10 lần thôi? Đúng không ạ? Bao nhiêu trong con số anh chị hiểu được cái điều này ạ? Yes. Nếu như bạn làm 10 năm mà cái kết quả của bạn vẫn chưa giàu, vẫn chưa có được cái kết quả tích cực, vẫn chưa có được cái kết quả thành công, có nghĩa là cái cách làm cũ đó, cái thói quen cũ đó, cái cách làm cũ đó, cái hành động cũ đó, cái kết quả cũ đó, và anh chị đã mất 5 năm, 10 năm, có thể một số anh chị ở đây mình mất 1 năm, 2 năm, một số anh chị mất 20 năm, hay một số anh chị xa hơn nữa thì sao ạ? Thì đó là tùy ở mỗi anh chị. Nhưng mà nếu như anh chị đã dành thời gian ra 5 năm, 10 năm để làm cái cách cũ lặp đi lặp lại nhiều lần mà chưa có được cái kết quả, đúng không ạ? Cái kết quả mà mình mong muốn, chưa đạt được cái mục tiêu của mình, thì hãy cho phép mình thay đổi, hãy cho phép mình có những cái chiến lược mới, có những cái hành động mới, có những cái chiến lược mới, và chúng ta có những cái người đối tác mới, và chúng ta phải có những cái thói quen mới anh chị. Bởi vì cái thói quen mới thì mới tạo ra kết quả mới. Và Hương trong cái chương trình 30 ngày này, Hương sẽ đồng hành cùng các anh chị, sẽ hỗ trợ các anh chị rèn giũa, nâng cấp, rèn mình để có thể thiết lập những cái thói quen của những người thành công và giàu có. Bởi vì sao ạ? Đây là chương trình 30 ngày làm chủ sự giàu có, và chúng ta đang trong chương trình 30 ngày này. Hương sẽ giúp anh chị làm chủ cái sự giàu có của mình, thay đổi cái thói quen của mình, học những cái thói quen mới, học những cái tư duy mới, học những học và ứng dụng và trở thành một cái con người mới. Bao nhiêu trong số anh chị ở đây mình ra quyết định là trong 30 ngày tới, bản thân mình sẽ có một cái sự lột xác ngoạn mục ạ. Sẽ có một cái thành công vượt bậc và thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của mình, về cả sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính của mình. Thì có thể comment tôi là triệu phú đô la được không ạ? Yes, vô cùng tuyệt vời. Thời khắc bạn ra quyết định thì số phận bạn hình thành. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một cái yếu tố vô cùng quan trọng của một cái người thành công. Như ngày hôm qua Hương đã phân tích cho các anh chị rồi, cái sự khác biệt giữa cái người thành công và người thất bại đó là gì? Cái người thất bại là những cái người mà không làm những cái việc mà người thành công đang làm, và người thành công họ cũng không làm những cái gì người thất bại làm. Và cái kết quả về sức khỏe, về mối quan hệ, về tài chính của chúng ta thì nó ảnh hưởng rất là nhiều, ảnh hưởng hầu hết từ cái hành động và suy nghĩ của mỗi con người. Nhưng mà nhiều người họ lại có cái tư tưởng là gì ạ? Có rất là nhiều người họ có tư tưởng rằng là cái cuộc đời này, cái lý do mà họ thất bại ấy, là do cuộc đời của họ, là do số phận của họ. Có thể là do nền kinh tế, có thể là do chính phủ, có thể là do sếp, do hàng hóa, có thể là do đại dịch, hay là có thể là do cha mẹ, do tuổi tác, do bản thân họ không may mắn, hay là do không có cái cơ hội. Rất là nhiều. Và cái điều đó, bao nhiêu số anh chị ở đây mình đã từng như vậy? Mình không giàu được là do mình không có cơ hội. Mình không giàu được là do mình không được sinh ra trong một cái gia đình giàu có. Mình không có một cái nền tảng giáo dục tốt, hay là bất hay là mình không giàu có được là do nền kinh tế ạ. Đúng không anh chị?
do nền kinh tế nó không có phát triển, nó không có tốt, cho nên mình không có thành công được. Mình chưa giàu được bởi vì là cái thời của mình nó chưa đến. Hay là mình chưa giàu được bởi vì là mình còn quá nhỏ, mình còn quá trẻ, cho nên là mình chưa có đủ cái khả năng để mình làm giàu. Mình không thể giàu được vì hiện tại mình già quá rồi, hiện tại mình không còn sức để làm nữa, nhiều, rất là nhiều cái luôn. Thế thì có một cái điều chúng ta cần phải biết, một trong những cái phẩm chất của những người thành công, một trong cái phẩm chất của những người thành công, và đây là một cái phẩm chất cực kỳ quan trọng luôn anh chị. Đó là cái phẩm chất đầu tiên, là cái nguyên tắc thành công đầu tiên của một người thành công. Nếu như anh chị nào muốn thành công thì anh chị cần phải có cái phẩm chất này. Bởi vì sao ạ? Ngựa chạy đường xa thì mới biết ngựa hay anh chị. Sẽ có một số người họ thành công trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn, nhưng mà sau đó thì sao ạ? Thỉnh thoảng sẽ có một số người có được cái kết quả, có được cái lợi nhuận, có được cái gọi là cái doanh thu, có được cái kết quả mà họ mong muốn. Nhưng mà nếu như cái phẩm chất mà Hương đang sắp nói ở đây mà không có được ý, mà không gọi là không giữ được, không nắm được, thì anh chị sẽ có, thì anh chị đó một thời gian sau kết quả cũng sẽ quay trở lại trước kia thôi. Bởi vì cuộc đời nó là như vậy anh chị, nó sẽ đi như thế này ạ. Có, đối với những cái người bình thường thì sẽ có những cái thời điểm là nó hưng phấn rồi nó ức chế, nó hưng phấn rồi nó ức chế, đúng không ạ? Cứ lên xuống, cứ có tiền rồi lại hết tiền, có tiền hết tiền, phát triển thoái trào, phát triển thoái trào, đi lên rồi đi xuống, đúng không ạ? Thành công sau đó lại phá sản, thành công sau đó lại thất bại. Cuộc sống nó như thế nhiều năm và nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Có nhiều người như vậy không anh chị? Theo anh chị là có nhiều người như vậy không? Rất là nhiều luôn đấy chị ơi. Hơn 95% mọi người ở ngoài kia đều có cái cuộc sống trải nghiệm như vậy. Lúc thì tốt và lúc thì không tốt. Và điều này thì nó đến từ đâu ạ? Có một cái điều rằng là nếu anh chị nói cuộc đời này tôi hy vọng là trong tương lai mọi thứ sẽ thay đổi. Sự thật là mọi thứ sẽ thay đổi, sẽ không thay đổi đâu ạ. Mọi thứ không thay đổi, thủy triều lên thì cũng sẽ có lúc xuống trong suốt 6.000 năm qua lịch sử, đúng không ạ? 6.000 năm lịch sử, thậm chí xa hơn nữa đi. Thủy triều lên rồi lại xuống, rồi lại xuân hạ thu đông, mùa đông rồi tiếp theo sẽ là mùa xuân, sau mùa xuân thì sẽ đến mùa hạ, và mùa hạ thì sẽ đến mùa thu, và chắc chắn sau mùa thu sẽ luôn luôn là mùa đông anh chị. Thế giới không bao giờ thay đổi và nó luôn luôn là như vậy, nó luôn luôn như vậy anh chị ạ. Nhưng mà có một cái thứ có thể thay đổi được, đó chính là con người, đó chính là con người anh chị, đó chính là chúng ta. Và cuộc đời của các anh chị chỉ thay đổi khi chúng ta chịu trách nhiệm với nó. Và cái phẩm chất đầu tiên và phẩm chất quan trọng nhất của một người thành công, của một người lãnh đạo, của một người chiến thắng, hay là còn gọi là phẩm chất của một cái người giàu, đó là chịu trách nhiệm. Anh chị lưu ý nha, chịu trách nhiệm. Đó là chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm. Và có người họ ra rất là nhiều cái danh sách lý do tại sao mà tôi chưa thành công, lý do tại sao tôi không có được cái cân nặng mà tôi mong muốn, lý do tại sao tôi có cái sức khỏe mà tôi không, gọi là không có được cái sức khỏe mà tôi mong muốn, lý do tại sao tôi không có được tài chính mà tôi mong muốn, lý do tại sao tôi lại không có được cái công việc mà tôi mong muốn, lý do tại sao tôi không có được cái chức vụ mà tôi mong muốn, hay là cái lý do vì sao tôi không cưới được cái người mà tôi yêu, cái lý do tại sao mà tôi không được sống trong cái ngôi nhà mà tôi mong muốn, lý do tại sao tôi không lái được chiếc xe mà tôi mong muốn, lý do tại sao tôi không được sống cuộc đời mà tôi lựa chọn. Rất là nhiều lý do luôn anh chị, rất là nhiều lý do luôn. Nhưng mà cái cơ bản sẽ toàn là những cái lý do về thị trường, về tài chính, về chính phủ, về thuế má, về nền kinh tế, về cha mẹ, về con, về vợ, về chồng, đúng không ạ? Tại sếp của mình, tại tất cả mọi thứ, tại cuộc đời, tại không có may mắn, tại số phận. Tại vì bà thầy bói nói rằng tôi không thể giàu được nên là tôi không giàu được. Hay là tại vì là tôi sinh ra trong một gia đình không có giàu có nên là tôi không thể nào giàu có được. Hay là tại vì tôi sinh ra trong một cái gia đình không giàu có nên là tôi không có cửa đâu. Hay là tại vì tôi không có cơ hội. Thì chỉ vì một cái thứ sai, sai trong cái bảng lý do thôi anh chị, chỉ có một điều mà sai trong cái bảng lý do đó thôi, là không có bạn ở trong đó. Có một cái lý do sai duy nhất ở đây trong cái bảng lý do của anh chị là không có anh chị ở trong đó. Và mọi thứ đều đến từ chính bản thân người đó anh chị. Bất kỳ người nào họ thành công hay không thành công thì cũng đến từ chính bản thân họ, chính bản thân họ anh chị. Và chịu trách nhiệm 100%, chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình, chịu trách nhiệm về những cái suy nghĩ của mình, chịu trách nhiệm về những cái hành vi và thói quen của mình. Và hành vi của mình thì có nghĩa là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về cái kết quả của mình luôn. Liệu rằng tương lai của anh chị có thành công và giàu có hay không?
liệu rằng tương lai của mình có tươi sáng hay không, bình minh có chiếu rọi muôn nơi hay không, liệu rằng tương lai của các anh chị có tuyệt vời như là mình mong muốn hay không, thì nó đến từ ngay chúng ta. Những cái việc mà chúng ta làm ngày hôm nay, thử hỏi một người dành thời gian một ngày đọc một quyển sách, một ngày anh ta đọc một quyển sách như vậy thì trong vòng một năm anh ta sẽ đọc được bao nhiêu ạ? 300 quyển sách. Và 3 năm anh chị ta sẽ đọc được bao nhiêu ạ? 900 quyển, gần 1.000 quyển. 1.000 quyển sách trong 3 năm. Theo anh chị, nếu như anh chị không đọc một quyển sách nào trong vòng 3 năm thì theo anh chị sau 3 năm bạn và cái người đó ai có khả năng thành công cao hơn? Ai có được cái trí tuệ nhiều hơn? Ai có cái sự hiểu biết sâu rộng hơn? Ai uyên bác hơn? Ai lợi ngôn hơn? Ai có cái tư duy hơn và kỹ năng tốt hơn đây? Sự khác biệt giữa những người đã đọc 1.000 quyển sách và cái người chưa đọc sách đó là gì? Đó là gì anh chị? Đó chính là cái trí tuệ. Đó chính là cái trí tuệ của cái người đó. Đó chính là cái sự hiểu biết. Đó chính là cái đó chính là cái sự khác biệt giữa một tỷ phú và một người bình thường. Và nó cũng là cái sự khác biệt giữa một người khỏe mạnh và một người không khỏe mạnh. Và đó cũng là sự khác biệt giữa một người đang hạnh phúc và một người không hạnh phúc. Và nó cũng là sự khác biệt giữa một người thành công và một người thất bại. Nó đến từ cái này anh chị. Nó đến từ cái này. Và đó chỉ là cái thói quen. Và đương nhiên rồi, chúng ta đều biết rằng đọc sách là cái thói quen rất là tuyệt vời. Một cái thói quen giúp chúng ta thành công. Và bao nhiêu anh chị đồng ý với Hương rằng là anh chị thừa biết cái điều này rất là tốt. Yes, rất là tốt luôn. Nhưng mà anh chị để ý rằng Hương cũng đã để ý rằng là khi mà một người triệu phú họ chia sẻ về một cái quyển sách và nói rằng đây là quyển sách thay đổi cuộc đời tôi. Nhờ có cái quyển sách này mà tôi đã thành công và giàu có như ngày hôm nay. Anh chị đoán xem là ngày hôm sau có bao nhiêu anh chị sẽ thực sự mua cái quyển sách đó? À, câu trả lời là rất ít, rất ít. Và bao nhiêu người mua quyển sách đó rồi và sẽ thực sự đọc cái quyển sách đó? Câu trả lời còn ít hơn nữa cơ. Đó là cái sự khác biệt anh chị. Nó không phải đến từ cái việc rằng là bạn không có cơ hội để thành công, bạn không biết con đường, bạn không có cái cách mà bạn không có cái cách, mà là có nhưng mà bạn không chịu đón nhận. Khi có những cái cơ hội mang đến cho bạn để bạn có thể thành công nhưng bạn không đón nhận thì bạn không thể nào bạn thành công được. Giống như cái việc mà có một triệu phú nói rằng cái quyển sách đó thay đổi cuộc đời của anh ta, giúp anh ta trở nên gọi là giàu có hơn. Đó chính là một cái dấu hiệu. Một cái dấu hiệu mà tiềm thức mắt bảo mình rằng là gì? Đây chính là cái thứ mà giúp cho mình thành công. Đây chính là cái cơ hội này. Nhưng mà bao nhiêu người sẽ thực sự làm cái điều đó? Bao nhiêu người sẽ làm cái điều đó? Đúng không anh chị? Cái điều đó thì Hương cũng không thể nào Hương biết được. Yes. Hay là rằng là cái việc là có những cái người thì sao? Có những người nói rằng sau khi tham dự một cái hội thảo này, hay một cái tham dự một cái chương trình, hay thậm chí là sau khi tham dự một cái buổi Zoom, một cái buổi live stream, một cái chương trình như thế này đi, thì sau khi bước ra ngoài cái phòng Zoom này, sau khi kết thúc cái live stream này, sau khi kết thúc cái chương trình này, họ sẽ nói rằng gì ạ? Tôi làm được, tôi ứng dụng được cái kiến thức này để thay đổi cuộc đời tôi sẽ thành công và giàu có, tôi sẽ thay đổi cuộc đời mình. Rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà cũng có những người sau khi kết thúc cái phòng Zoom này, có những người kết thúc cái chương trình này thì họ nói rằng là gì? Cái này tôi biết rồi, cái này tôi biết từ lâu lắm rồi, cái này tôi nghe từ lâu lắm rồi, tôi biết từ lâu rồi. Điều khác biệt giữa hai cái người đó, cùng học một người, cùng gặp một người, cùng tiếp xúc một người, cùng có cái nhận thức như nhau, cùng nhận thông tin như nhau, cùng gọi là nhận cái năng lượng như nhau luôn. Nhưng mà một người lại có thái độ như thế này, một người lại có thái độ như thế kia. Một người ý như thế này, một người ý như thế kia. Và đó chính là cái sự khác biệt giữa con người với nhau anh chị. Đó là sự khác biệt con người với nhau. Nó không phải đến từ ngoại cảnh, nó không phải đến từ hoàn cảnh, nó không phải đến từ việc bạn gặp ai, bạn chơi với ai, bạn gặp điều gì, hay cuộc đời này nó ném cho bạn cái gì, cuộc đời này nó đem lại cho bạn cái vấn đề gì, khó khăn hay cái cơ hội gì, mà nó đến từ cái cách của chúng ta, nó đến từ cái thái độ của mình đối với lại cái vấn đề đó, đối với cái sự kiện đó, đối với cái điều mà vũ trụ hay cuộc đời đang ném cho mình. Anh chị hình dung không ạ? Yes. Và bản chất là cuộc đời của chúng ta đã ảnh hưởng bởi một thứ vô cùng quan trọng, đó là sự chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm với hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Anh chị lưu ý ha. Và anh chị ghi lại ha. Tôi chịu trách nhiệm 100% kết quả của cuộc đời tôi. Bởi vì nếu như bây giờ bạn đang cảm thấy bạn không có hài lòng về cuộc sống của mình, nếu như bây giờ anh chị đang không hài lòng về cuộc sống của mình, ví dụ như là bao nhiêu trong số anh chị ở đây mình đang không có
không có hài lòng về cái gọi là cái body của mình ạ, về cái cân nặng của mình, về cái vóc dáng của mình ạ, mái tóc hay làn da của mình ạ. Mình đang không hài lòng với cái cơ thể của mình, hình như bụng của mình là to quá rồi, hay là mình thiếu chất quá, hay cơ bắp của mình nhỏ quá, mặt mình, da dẻ mình nó không được đẹp, hay là như thế nào đó. Bạn không thích điều gì đó có nghĩa là sao ạ? Nó không sao cả, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là gì ạ? Chúng ta phải hiểu rằng là bây giờ anh chị đang không vui vì cái điều đó khiến cho chúng ta không vui, điều đó khiến cho chúng ta không hạnh phúc, điều đó nó khiến cho chúng ta cảm thấy không được tuyệt vời. Thay vì tiếp tục ngồi đó, bởi vì chúng ta biết được rằng là những cái thói quen của chúng ta nó gây ra cái kết quả hiện tại anh chị. Cái thói quen của chúng ta nó gây ra cái kết quả hiện tại, những cái hành động của chúng ta, những cái thói quen thường ngày từ trước tới nay của chúng ta nó tạo ra cái kết quả ngày hôm nay. Và anh chị hình dung rằng là một cái người khi mà bạn gieo một cái kết, gọi là gieo một cái quả gì đó, bạn gieo một cái hạt gai thì không có chuyện, thì dù có chuyện gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ ra cái quả gai. Bạn gieo hạt mận thì nó sẽ cho ra quả mận, bạn gieo hạt táo thì nó sẽ cho ra quả táo, và nó luôn như vậy anh chị. Và cái kết quả về cái cơ thể hiện tại của anh chị, cái sức khỏe của anh chị hiện tại nó có tốt hay không, nó có đẹp hay không, nó đến hoàn toàn từ những cái thói quen, từ những cái thói quen mà anh chị đã gieo trong quá khứ. Nếu như bây giờ bụng của bạn to quá, có nghĩa rằng là trong quá khứ bạn đã ăn uống nhiều những cái thức ăn không có tốt cho cơ thể của mình. Có thể là bạn ăn những cái thức ăn chứa quá nhiều calo, có thể bạn ăn những cái chất béo gọi là quá nhiều, có thể là bạn ăn những cái thức ăn có chứa gọi là bạn uống quá nhiều những những cái thức ăn mà chứa nhiều những cái chất đó, những cái chất chứa nhiều calo, và cái lượng mỡ trong cơ thể của bạn tăng lên. Và khi lượng mỡ nội tạng tăng lên thì dẫn tới cái việc là thừa cân và béo phì. Và khi mà bạn thừa cân béo phì thì nó để lại dẫn tới những cái hệ lụy là gì ạ? À, có thể là bị tiểu đường, có thể là khó thở, có thể là bị ngáy khi ngủ, hoặc là bạn có thể bị gọi là không có được năng động, và có nhiều cái đằng sau đó nữa, đúng không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì cái điều này nó đến từ cái thói quen trong quá khứ của anh chị, từ cái hạt mầm trong quá khứ anh chị. Vậy thì cái kết quả cuối cùng thì cái sức khỏe của anh chị nó sẽ là gì ạ? Có khỏe mạnh hay không ạ? Cái body của anh chị nó có đẹp hay không? Nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ ai ạ? Nó có phải đến từ cuộc đời không anh chị? Nó có phải đến từ những cái mà cái thứ bên ngoài không, hay là đến từ chính mình đây? Nó đến từ chính mình hay đến từ những cái thứ bên ngoài đây? Nó đến từ cái việc là anh chị bỏ cái gì vào miệng mình, anh chị ăn cái gì, anh chị kiểm soát được cái thức ăn của mình ăn vào hay không. Cái lý do những cái người mà đang bị bụng béo phì và thừa cân ấy là do bởi vì sao ạ? Bởi vì nó không kiểm soát được cái miệng của mình. Chỉ bởi vậy thôi anh chị, không kiểm soát được ăn uống. Ăn uống thật nhiều và ăn uống cho cố vào rồi bị mập, bị người khác chê xấu thì lại buồn. Nhưng mà quan trọng là buồn không giải quyết được cái gì cả anh chị, và vui cũng không giải quyết được cái gì cả. Mà hôm qua Hương đã chia sẻ với anh chị rồi, hy vọng không mang lại kết quả. Hy vọng không có mang lại kết quả. Đúng không ạ? Ngồi đây ăn cho đã đời rồi, Tết thì cứ ăn bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, rồi thì ăn theo cái kiểu là gọi là uống trà sữa, rồi cơm gà, phở gà, ăn gọi là ăn quá trời luôn, ngày thường cũng ăn quá trời luôn. Sau đó hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có một cái cơ thể rất là đẹp, hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có một cái gọi là bụng mình sẽ nhỏ lại, hy vọng và hy vọng, liệu rằng cái ngày đó nó có xảy ra hay không. Nếu như ngày nào cũng gọi là cũng ăn một ngốn một cái đống thức ăn như vậy, ngày nào cũng ăn một cái cách tới bến, tới ăn tới chốn, ăn gọi là tới chốn luôn, ăn tới luôn luôn, mất cái thói quen đó, vẫn một ngày ăn 3 tô, vẫn một bữa ăn 2 phần, đúng không ạ? Vẫn những cái thói quen, vẫn những cái món ăn như vậy. Vậy thì theo anh chị, những cái thói quen cũ đó thì body có khỏe đẹp hơn không anh chị? Yes, body có đẹp hơn không ạ? Vậy thì theo anh chị, vẫn cái thói quen cũ đó thì mình có khỏe đẹp hơn không? Chắc chắn là không rồi. Yes, chắc chắn là không rồi. Nói về cái câu chuyện tài chính thì sao? Đó là cái câu chuyện về sức khỏe, còn về tài chính thì sao? Về tài chính, thói quen của một người thành công và không thành công nó khác nhau như thế nào, về cái khác nhau về cái cách quản lý tiền anh chị. Ví dụ như là về tài chính, thói quen của những cái anh chị thành công, một ngày tiêu bao nhiêu tiền ạ? Thói quen cũ của anh chị là một ngày anh chị bao nhiêu tiền, tiêu bao nhiêu tiền ạ? Ví dụ như một ngày anh chị tiêu 10 đồng, yes,
Nhưng mà cái thói quen đó nó lặp đi lặp lại, nó lặp đi lặp lại nhiều lần thì sao? 10 ngày thì 100 đồng, 100 ngày thì 1.000 đồng. Cứ như vậy thì cái chi phí nó cứ tăng lên. Và cái tiền đó nó cứ thế mà nó đi thôi. Nhưng nếu như chúng ta thay đổi cái thói quen, à thay vì một ngày chúng ta tiêu hết đi, thì anh chị hãy tiết kiệm tiền, đúng không ạ? Một ngày tiết kiệm được một đồng thôi, một ngày tiết kiệm một đồng, thì 10 ngày anh chị sẽ tiết kiệm được 10 đồng, và 100 ngày thì sẽ tiết kiệm được 100 đồng. Cứ như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy thì có phải là mình giàu lên không ạ? Nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái thói quen của chúng ta. Anh chị lưu ý nha, nó đến từ cái thói quen của chúng ta. Cái kết quả mà mỗi con người, của mỗi con người đều đến từ cái thói quen của họ, đều đến từ cái hành vi của họ, đều đến từ cái hành động của họ, và lặp đi lặp lại mỗi ngày. Và nếu như trong suốt 5 năm qua, 10 năm qua, anh chị đã làm việc chăm chỉ, cần mẫn, vất vả và có những thói quen ấy, nó không giúp cho anh chị thành công, nó không giúp anh chị đạt được những cái điều anh chị muốn, thì có nghĩa rằng đây là cái lúc mà anh chị cần phải thay đổi. Đây là cái lúc mà anh chị cần phải thay đổi. Thay đổi về hành động, thay đổi về tư duy, thay đổi về thói quen. Học được một cái kiến thức mới, học được một cái cách mới, rèn luyện tư duy và hành động, cái thói quen của mình để đạt được cái kết quả mới. Và cái phẩm chất đầu tiên Hằng Hương nhắc đi nhắc lại là phải chịu trách nhiệm về 100% cái cuộc đời của mình. Bởi vì kết quả của chúng ta, cái sức khỏe của chúng ta, cái tài chính của chúng ta, cái mối quan hệ, tình yêu thương của chúng ta, nó đều đến từ chính chúng ta, từ chính chúng ta, chính cái cách mà chúng ta lựa chọn. Bởi vì quyền năng, cái sự khác biệt của con người và cái con thú là gì ạ? Con người có quyền được lựa chọn, anh chị. Quyền năng lớn nhất của con người là quyền được lựa chọn và ra quyết định. Anh chị lựa chọn là buổi sáng anh chị thức dậy sẽ ngủ tiếp hay là anh chị sẽ thức dậy. Anh chị được lựa chọn, đúng không ạ? Và anh chị được lựa chọn là chúng ta sẽ bước chân trái hay chân phải xuống giường trước, đúng không ạ? Chúng ta được lựa chọn là buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ gặp ai, chúng ta sẽ ăn gì, chúng ta sẽ làm cái công việc gì, chúng ta sẽ lựa chọn sẽ đi sớm hay là đi muộn. Chúng ta được lựa chọn là chúng ta sẽ có tập thể dục hay không. Chúng ta được lựa chọn là hôm nay chúng ta có lật quyển sách ra để đọc hay không, hay là không đọc cái quyển sách đó. Chúng ta được lựa chọn là ngày hôm nay bạn tham gia cái chương trình live stream ngày hôm nay hay không. Và thậm chí anh chị được lựa chọn ngay bây giờ, ngày hôm nay anh chị học tập nghiêm túc, hay là anh chị nói rằng là em có việc, em không vào Zoom được, em xin phép. Đó là quyền lựa chọn của anh chị. Tất cả đều là quyền lựa chọn anh chị. Bạn được quyền lựa chọn, bạn có quyền được lựa chọn là hôm nay bạn sẽ nói những cái điều tích cực, bạn sẽ nói những cái lời khen tặng, những cái lời khen ngợi và những cái truyền cảm hứng mang năng lượng cho người khác. Hay là hôm nay bạn sẽ tiếp tục nói những cái lời nói không tốt, trao đi cái năng lượng tiêu cực khiến người khác không được thoải mái. Đó là sự lựa chọn của bạn. Bạn có quyền được lựa chọn là ngày hôm nay bạn sẽ làm việc bao nhiêu tiếng, ngày hôm nay bạn sẽ làm gì, ngày hôm nay bạn sẽ ăn gì, ngày hôm nay bạn sẽ đi chơi với ai, ngày hôm nay bạn sẽ làm việc với ai, ngày hôm nay bạn sẽ hẹn gặp gỡ ai, và bạn ngày hôm nay bạn sẽ chơi hay là đi ngủ hay là đi làm. Và cái sự khác biệt giữa một người kiếm một tháng là 20 triệu và một cái người kiếm một tháng là 200 triệu khác nhau ở chỗ nào? Sự khác biệt giữa một người kiếm một tháng 20 triệu và một tháng kiếm 200 triệu, cùng là một cái công việc, cùng quản lý một cái sản phẩm như nhau, cùng một cái công ty, cùng một cái thâm niên như nhau, cùng một cái năm làm việc như nhau luôn, cùng năm bắt đầu luôn. Nhưng mà tại sao lại có những người một tháng chỉ kiếm được 20 triệu một tháng, có người lại kiếm được 200 triệu đây? Sự khác biệt ở đây là gì? Tại sao lại như vậy? Tại sao cùng thâm niên, cùng công ty, cùng phân phối một cái sản phẩm, cùng quản lý một cái sản phẩm, cùng công việc và cùng ngành nghề luôn, nhưng tại sao có một người lại chỉ kiếm được 20 triệu, còn một người lại kiếm được 200 triệu đây? Điều đó đến từ đâu? Nó đến từ đâu anh chị? Đó là cái sự khác biệt về giá trị của mỗi con người anh chị. Cái sự khác biệt về giá trị của mỗi con người. Có thể cái người kiếm được 20 triệu sẽ nói rằng này, ôi nếu như tôi có thời gian của cái người kia thì tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn, tôi làm việc chăm chỉ hơn thì tôi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Một ngày tôi làm 8 tiếng thì bây giờ tôi làm 16 tiếng thì tôi sẽ kiếm được 40 triệu. Ồ, tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà làm vậy thì chừng nào mới lên được đến 200 triệu đây? À, nhưng mà cái người kia cũng chỉ có 24 tiếng một ngày thôi. Vũ trụ cực kỳ công bằng anh chị, tất cả mọi người đều cũng chỉ có 24 giờ một ngày thôi. Và ai cũng có cái vấn đề của họ hết, ai cũng có gia đình, ai cũng có mối quan hệ, ai cũng có những cái mục tiêu ước mơ, ai cũng có cái vấn đề của họ. Mỗi người sẽ có những cái vấn đề khác nhau, đâu phải có một mình bạn làm được gặp khó khăn đâu, đâu phải có một mình bạn được gặp cái vấn đề đâu. Bạn đâu phải là cái người có đặc quyền được vũ trụ trao tặng cho những cái vấn đề đó đâu.
cái việc, những cái vấn đề ai cũng phải gặp anh chị. Mỗi người lại có những cái vấn đề khác nhau, những cái khó khăn khác nhau, đâu phải mỗi mình bạn được chịu được cái chuyện đó đâu. Tất cả mọi người đều như vậy mà. Tất cả mọi người đều có những cái điều đó mà. Ai cũng có những cái vấn đề của họ. Đâu phải có mỗi mình bạn là có cái đặc quyền tuyệt vời ở đâu, được vũ trụ ban cho bạn một cái ngày gọi là gặp toàn vấn đề, toàn khó khăn đâu, đúng không ạ? Mà vũ trụ cũng cho anh, cho tất cả chúng ta, cho anh chị, cho Hương 24 giờ đồng hồ để chúng ta có thể sống, để chúng ta có thể lựa chọn, để chúng ta có thể hành động, để chúng ta có thể là quyết định, để có thể tiếp tục tiến lên phía trước hay là tiếp tục là chẳng làm gì cả. Và cái sự khác biệt giữa một người có thu nhập 20 triệu và 200 triệu nó không phải là về thời gian anh chị, nó không phải là về công việc, nó cũng không phải là về cái sản phẩm, nó không phải là về thâm niên lâu năm hay là không, hay là hay không đâu, mà nó đến từ cái giá trị cốt lõi của người đó. Anh chị hình dung không? Nó đến từ cái giá trị cốt lõi của người đó. Nó đến từ cái giá trị của một người đó có giá trị bao nhiêu, và cái người đó nói rằng là 1 giờ tôi kiếm được 20 đô. 1 giờ bạn có thu nhập là 20 đô 1 giờ, hoặc là 1 ngày tôi có thu nhập 1 triệu hay 2 triệu gì đó, và 1 tháng thu nhập của tôi là 20 triệu. Thì cái đó chúng ta được trả lương theo thời gian là như vậy. Nhưng bản chất cái trả lương theo thời gian ấy là cái cách tính đơn giản cho cái giá trị của cái người đó làm được trong cái tháng đó thôi anh chị. Và chia ra theo ngày và chia ra theo giờ. Nếu một người nói rằng là tất cả rằng là anh ta kiếm được 20 đô 1 giờ, không phải trong 1 giờ đó anh ta kiếm được 20 đô đâu, mà là cái giá trị anh ta tạo ra trong 1 giờ đó, cái giá trị, cái trị giá 20 đô đó, anh chị hình dung không ạ? Anh chị hiểu được cái bài học này không ạ? Là cái giá trị của mình. Yes. Một cái người mà 1 tháng anh ta kiếm được 20 triệu không có nghĩa rằng là anh ta bỏ ra 1 tháng đó là 30 ngày. Có thể là tầm 20 ngày gì đó đúng không ạ? 20 ngày 1 tháng đúng không ạ? Còn những cái ngày kia là thứ bảy chủ nhật đúng không ạ? Mọi người nghĩ là mọi người trừ 2 cái ngày đó đi, còn 22 ngày làm việc. 1 tháng thu nhập bình thường, bình trung bình là 20 triệu. Không phải là 22 ngày đó tính vào là thời gian anh ta kiếm được bấy nhiêu tiền, mà là giá trị trong 22 ngày đó anh ta tạo ra. Cái giá trị trong 22 ngày đó anh ta tạo ra. Cái khả năng anh ta tạo ra được giá trị tương ứng lại với 20 triệu đó. Tại sao một cái người khác họ cũng làm cái công việc đó, cũng cái sản phẩm đó, cũng cái công ty đó, cũng cái thâm niên đó, mà trong 1 tháng họ lại tạo ra được thu nhập là 200 triệu? Bởi vì cái giá trị của người kia anh chị, trong 1 tháng đó anh ta có thể tạo ra cái giá trị tương ứng với 200 triệu. Anh chị hiểu điều này không ạ? Nên không phải là một người nào đó thành công, một người nào đó kiếm được nhiều tiền, anh chị phải hỏi rằng là anh chị hỏi rằng là làm cái gì mà giàu vậy, làm cái công việc gì mà giàu thế. Rất là nhiều công việc đều có thể giàu có được anh chị. Hương ví dụ, một cái ly nước như thế này, nó cũng đến từ một tập đoàn, một công ty triệu đô rồi đúng không anh chị? Hay là một cái cây bút như thế này thôi, nó cũng đến từ một cái tập đoàn triệu đô rồi, đúng không ạ? Hay bất kỳ mọi thứ, cái điện thoại, cái máy tính anh chị đang sử dụng, cái đồng hồ hay bất kỳ thậm chí là cái gì đó, cái quạt, cái máy lạnh, cái rèm cửa hay là cái tường, cái ghế, tất cả nó có phải đều hết đến từ những cái công ty triệu đô rồi đúng không anh chị? Yes. Đúng không ạ? Vậy đâu phải là làm cái gì mà giàu đâu, quan trọng là cái giá trị của bạn tới đâu anh chị. Quan trọng là cái giá trị của bạn tới đâu thì bạn sẽ kiếm được bấy nhiêu tiền. Cái giá trị của anh chị tới đâu thì anh chị sẽ kiếm được bấy nhiêu tiền. Làm cái gì cũng giàu được hết anh chị. Làm cái gì cũng có thể trở thành triệu phú đô la được hết. Công việc nào cũng có, cũng được. Chỉ cần tạo ra giá trị thôi thì bạn có thể kiếm được rất là nhiều tiền. Nhưng quan trọng giá trị của bạn để tạo ra cho thị trường là bao nhiêu. Với một tháng bạn có thể tạo ra được bao nhiêu giá trị cho thị trường? Trong vòng một tuần bạn có thể tạo ra được bao nhiêu giá trị cho thị trường? Trong vòng một ngày bạn có thể tạo ra được bao nhiêu giá trị? Bạn sẽ giúp được cho bao nhiêu người? Bạn sẽ giải quyết được vấn đề cho bao nhiêu người? Bạn sẽ phục vụ được cho bao nhiêu người? Bạn sẽ gọi là bạn sẽ tạo ra được bao nhiêu? Và tương đương là cái giá trị của bạn như thế nào thì bạn mới phục vụ được, bạn mới có thể trao ra được cho thị trường đúng không ạ? Bởi vì nếu như bạn không có giá trị gì thì bạn có làm gì được không ạ? Giá trị đó đến từ đâu ạ? Giá trị đó đến từ cái khả năng của cái người đó. Cái giá trị đó đến từ cái hiểu biết, cái tư duy, cái trí tuệ của người đó. Nó không phải đến từ cái việc làm chăm chỉ hay không. Rất là nhiều người làm việc chăm chỉ nhưng không giàu có. Nhưng có rất là nhiều người, người ta làm việc nhàn nhã thảnh thơi nhưng mà có rất nhiều tiền anh chị.
bởi vì cái giá trị của họ trao đi quá lớn. Và nếu như anh chị muốn thành công và giàu có thì chúng ta phải hiểu được một cái điều, tập trung nâng cao cái giá trị của mình lên. Nếu như anh chị muốn trở nên thành công và giàu có thì hãy tập trung nâng cao cái giá trị của mình lên anh chị. Nâng cao cái giá trị của bản thân mình. Không phải làm công việc gì mà giàu. Bởi vì làm một cái công việc nhưng có người kiếm được 20 triệu, có người kiếm được 200 triệu một tháng, có người kiếm được 2 tỷ, thậm chí có người kiếm được 20 tỷ một tháng. Cùng một công việc luôn, cùng một cái sản phẩm luôn, cùng một công ty luôn, cùng công việc luôn, thậm chí có người kiếm được 20 tỷ. Yes, bạn nghe được kinh khủng. 20 tỷ lợi nhuận một tháng, bạn nghe có khủng không? Khủng chứ. Nhưng mà hãy xem, nghe xem, có nhiều người kiếm được 200 tỷ một tháng không ạ? Từ cái công việc đó không ạ? Cùng cái sản phẩm đó, cùng cái dịch vụ đó. Có không ạ? Có luôn chứ, có chứ anh chị. Sao ghê vậy? Nhưng mà cùng một người, cùng một cái công việc đó, một người lại chỉ kiếm được một tháng có 20 triệu thôi. Vậy thì nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ cái giá trị của cái người đó anh chị. Giá trị. Nó đến từ cái giá trị của người đó. Giá trị bản thân của từng người. Và để có thể gia tăng được cái chỉ số tài chính của chúng ta, để có thể gia tăng được cái tài sản, cái thu nhập, thì cái cách tốt nhất là anh chị đừng có theo đuổi tiền. Đừng có theo đuổi tiền anh chị. Anh chị đừng có theo đuổi tiền nữa, mà hãy tập trung thay đổi cái giá trị của bản thân mình. Và anh chị hãy ghi lại ha, cái câu này, ghi lại cái câu này ạ. Tôi tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân. Tôi tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân. Giá trị của chúng ta tới đâu thì tiền của chúng ta tới đó. Và có một cái điều rằng là gì ạ? Chúng ta là có thể sẽ có những lúc, một số lúc mà chúng ta gặp những cái điều mà nó không may mắn. Một số lúc chúng ta gặp và không gọi là có một số lúc mà chúng ta sẽ gặp những cái điều may mắn. Cũng có đúng không anh chị? Hương cũng thích may mắn lắm anh chị. Hương cũng rất là thích cái sự may mắn. Có sẽ có một số lúc, sẽ có một vài lúc mà chúng ta may mắn, chúng ta sẽ có được một cái số tiền, sẽ có được cái lợi nhuận, cái số tiền mà coi như là lớn hơn cái giá trị của bản thân mình. Sẽ có những cái lúc đó anh chị ạ. Có nghĩa là cái giá trị của chúng ta chỉ ở cái mức này thôi. Nhưng mà sẽ có một số lúc chúng ta kiếm được cái số tiền nhiều hơn cả cái giá trị của mình. Tuy nhiên nếu như bạn không phát triển giá trị của mình thì một thời gian sau cái số tiền của bạn nhận được nó cũng phải đi xuống theo đúng cái mức giá trị của mình thôi. Đoán xem có nhiều người gặp cái chuyện này không ạ? Đoán xem có nhiều người đã từng gặp cái chuyện này không anh chị? Có chứ. Hương đã chứng kiến rất là nhiều người một tháng kiếm được 200 triệu, 300 triệu, 1 tỷ luôn. Có những người kiếm được 800 triệu, 900 triệu một tháng. Nhưng mà chỉ được cái tháng đó thôi anh chị. Nhưng mà cả năm không có tiền luôn. Cả năm cái người đó không có tiền luôn. Sao vậy? Sao kỳ vậy nhỉ? Sao kỳ vậy? Có những người một tháng kiếm được nửa tỷ. Trời ơi, một tháng kiếm được 500 triệu, nửa tỷ đâu phải giọng vừa đâu bạn. Khủng luôn ấy. Nhưng mà sau đó có những tháng không kiếm nổi 5 triệu. Và nó đến từ đâu ạ? Bởi vì cái giá trị của họ không được tăng lên. Có thể những cái lúc bạn may mắn làm được cái điều đó, nhưng mà cuộc đời của chúng ta không thể dựa hết vào may mắn được anh chị. Chúng ta không phải nằm, chúng ta không gọi là không cuộc đời của chúng ta phải nằm trong tay của chúng ta, phải nằm trong tay của chúng ta anh chị. Chúng ta phải nắm trong tay của mình, chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái cuộc đời của mình. Và cái cách để mà chúng ta giàu có vững chắc, bao nhiêu trong số anh chị ở đây mình muốn giàu có một cách bền vững ạ? Trở nên giàu có một cách bền vững ạ? Bền vững là sao ạ? Là thành công, nuôi dưỡng thành công nối tiếp thành công. Giàu đời mình, giàu đời con mình, giàu đời cháu mình, giàu liên tiếp. Giàu coi như là đời đời kiếp luôn. Năm nào cũng giàu lên, năm ngày nào cũng giàu lên một chút. Cứ mỗi ngày giàu lên một chút, cứ gọi là cứ một cái con đường là đi lên và đi lên thôi. Không phải đi lên rồi đi xuống nữa, không phải đi lên đi xuống nữa, mà cứ thế đi lên và đi lên. Bao nhiêu trong số anh chị đây mình mong muốn cái điều này. Vậy thì cái câu trả lời là gì? Cái câu trả lời là liên tục gia tăng cái giá trị bản thân của mình. Liên tục gia tăng cái giá trị bản thân của mình đi ạ. Bởi vì nếu như anh chị muốn xây một tòa nhà thật cao thì mình cần phải có một cái nền móng thật là vững chắc. Phải có cái nền móng thật là vững chắc. Bởi vì anh chị hình dung rằng là một tòa lâu đài anh chị xây bằng cát, và một tòa lâu đài anh chị xây nền móng vững chắc, thì cái tòa lâu đài nào, thì cái tòa lâu đài mà xây bằng cát ấy, ok, chỉ cần một cái cơn gió thôi, hay một cái cơn sóng thôi, hay một cái gì đó chỉ cần nhẹ qua thôi là nó có thể là dễ tiêu tan. Đó, đó là những cái tài sản, những cái số tiền mà anh chị kiếm được, nó lại không đến từ cái giá trị, và nó đến từ cái yếu tố may mắn, thì nó không có giữ được anh chị. Thậm chí nó còn không giữ được, không phát triển được, giữ được mà nó còn không tăng lên được.
Và cái việc mà chúng ta tăng lên, cái việc mà chúng ta, cái lý do của cuộc đời chúng ta là chúng ta tăng tài chính của chúng ta lên mà. Chúng ta giàu có bền vững, chúng ta tăng lên, ngày càng giàu lên, chúng ta đâu muốn giữ nguyên như vậy đâu. Bao nhiêu số anh chị đồng ý với Hương là nếu như bây giờ anh chị có 1 triệu đô la, nghĩa là 20 tỷ, 24 tỷ, thì anh chị muốn nó tăng lên hay muốn nó giảm đi ạ? Anh chị có 24 tỷ và anh chị muốn nó tăng lên thành 24 ngàn tỷ hay anh chị muốn giảm xuống còn 2,4 tỷ thôi? Chúng ta muốn nó tăng lên mà. Yes. Chỉ có một cái cách tăng lên thôi. Dù anh chị là ai, dù anh chị đang làm gì, anh chị có thu nhập là bao nhiêu. Đúng rồi. Dù anh chị có thu nhập là bao nhiêu, dù anh chị đang là triệu phú hay là tỷ phú, thì tất cả mọi người đều có một con đường duy nhất để có thể giàu có bền vững, đó là gia tăng giá trị bản thân họ. Chịu trách nhiệm về cái trí tuệ của mình, chịu trách nhiệm về cái giá trị của mình. Bởi vì chúng ta biết rằng là giá trị của chúng ta tới đâu thì tiền của chúng ta tới đó. Và thị trường sẽ trả tiền cho những ai tạo ra giá trị lớn. Bạn tạo ra giá trị bao nhiêu cho thị trường, bạn trả bấy nhiêu tiền. Anh chị hình dung ạ, bạn giúp cho bao nhiêu người, bạn càng giúp cho bao nhiêu người giải quyết vấn đề, bạn càng mang lại cái giá trị tuyệt vời cho nhiều người, thì bạn càng sẽ được thị trường trả lại cho bạn số tiền là bấy nhiêu. Đúng không ạ? Vậy thì hãy chịu trách nhiệm cho cái việc mà chúng ta gia tăng cái giá trị bản thân mình, anh chị. Chịu trách nhiệm về cái việc mà chúng ta gieo những cái hạt mầm, gia tăng giá trị, gieo những cái tư duy thành công và giàu có, gieo những cái thói quen thành công và giàu có, gieo những cái thói quen trong cái việc mà xây dựng phát triển bản thân mình. Và để làm được điều đó chỉ có một cách. Để làm được điều đó chỉ có một cách là chịu trách nhiệm thôi anh chị. Không ai làm được cái điều này thay anh chị đâu. Hương không làm được công việc này thay anh chị. Nếu như Hương đọc sách thì Hương đang gia tăng giá trị của mình. Nếu Hương đi học một cái gọi là từ một cái người thành công và giàu có, Hương dành cái thời gian Hương học từ người thành công và giàu có, dành thời gian nghe kiến thức của một người thành công giàu có, thì là Hương đang gia tăng cái giá trị cho mình. Hương không gia tăng được cho anh chị. Chỉ có anh chị mới có thể làm được điều đó thôi. Chỉ có chính bản thân anh chị mới có thể làm được điều đó thôi anh chị. Đã có kiến thức, đã có con đường, đã có câu lạc bộ, đã có cái video như thế này rồi, đã có cái live stream này rồi, đã có cái Zoom này rồi, và anh chị đã có những cái quyển sách này rồi. Hương đã chia sẻ cho anh chị những cái quyển sách mà giúp cho anh chị thành công. Và tất cả những cái người thành công và giàu có trên thế giới này, họ đã đang ứng dụng những cái công thức đó. Quan trọng bạn nhận cái trách nhiệm là tăng giá trị của bản thân mình hay không. Bạn có nhận lãnh trách nhiệm hay không? Cái quyển sách đó bạn có dành thời gian để đọc nó hay không? Bạn có dành thời gian để đọc hay không? Và anh chị hình dung rằng là ngay cả bản thân Hương hiện tại thì mới đây, nghĩa là mới ngày thôi, Hương cũng dành thời gian ít nhất là gọi là nửa tiếng đồng hồ, một tiếng đồng hồ để mình học phát triển bản thân. Mình đọc sách á, mình đọc sách. Và mình có thể dùng, mình dành thời gian là 3 tiếng, 4 tiếng một ngày để mình học phát triển bản thân. Có nghĩa là những cái ngày dù mình bận đến đâu đi chăng nữa thì mình cũng phải dành 3 giờ đồng hồ ra để mình học phát triển bản thân. Nên là nếu anh chị nào để ý, cứ gọi là cách một khoảng một vài tháng anh chị gặp lại Hương, thì anh chị sẽ thấy rằng Hương có những cái tư duy mới, Hương có những cái hiểu biết mới, và Hương đi lên rất là nhanh, và cái sự phát triển của mình là cực kỳ nhanh luôn. Bởi vì anh chị hình dung là một ngày bạn dành ra 3 giờ đồng hồ để phát triển tư duy, thì trong vòng 1 năm bạn sẽ có bao nhiêu giờ phát triển hơn người khác, bạn sẽ có bao nhiêu trí tuệ hơn người khác. Đúng không anh chị? Vậy thì quyết định của anh chị là gì? Việc của chúng ta, nếu như anh chị đã hiểu được tầm quan trọng của bản thân, anh chị đã hiểu được cái việc mà chịu trách nhiệm và gia tăng cái giá trị của mình ấy, thì hãy đặt cái mục tiêu ra, hãy viết xuống cái mục tiêu. Đây là mục tiêu của cuộc đời mình, thì dù có chuyện gì xảy ra, mỗi một ngày cũng phải dành ít nhất bao nhiêu thời gian để phát triển, gia tăng cái giá trị của bản thân mình. Bởi vì giá trị tới đâu thì tiền tới đó anh chị. Giá trị tới đâu thì tiền tới đó. Và ngày nào mình không phát triển cái giá trị của mình không tăng lên, trí tuệ của mình không tăng lên, cái khả năng của mình không có tốt lên, thì có nghĩa là lúc đó mình đang bị dừng lại anh chị. Mình không có tiến lên. Đó là về cái vấn đề, về cái sự khác biệt giữa một người có thể kiếm được 20 triệu và một người có thể kiếm được 200 triệu là như vậy. Và giá trị của chúng ta là cần phải phát triển nó lên. Ok anh chị. Rồi đó thì là về cái giá trị.
Thì nói về cái giá trị thì chúng ta thấy được một cái điều là gì ạ? Trong cái việc mà phát triển giá trị thì cái phẩm chất thứ hai của một người thành công, cái phẩm chất thứ nhất là chịu trách nhiệm rồi. Chịu trách nhiệm về cái thói quen, chịu trách nhiệm về cái suy nghĩ, chịu trách nhiệm về cái hành động, chịu trách nhiệm về cái kết quả của mình. Hiện tại cái kết quả của mình đang giàu hay là chưa giàu, hiện tại cái kết quả của mình đang khỏe mạnh hay không khỏe mạnh, hiện tại cái kết quả của mình đang hạnh phúc hay không hạnh phúc, thì mình phải là cái người chịu trách nhiệm về cái kết quả đó và thay đổi về cái thói quen, cái hành động của chúng ta, thay đổi những cái lựa chọn của chúng ta để mỗi ngày chúng ta có được cái kết quả tốt hơn. Đó là cái phẩm chất đầu tiên. Cái phẩm chất thứ hai mà ngày hôm nay Hương muốn chia sẻ tới tất cả các anh chị, đó là phẩm chất của cái sự kỷ luật. Phẩm chất thứ hai để giúp cho một con người thành công đó là cái sự kỷ luật. À, cái câu này nghe rất là quen đúng không anh chị? Kỷ luật là sức mạnh, kỷ luật là kỷ luật, phải kỷ luật thép, phải kỷ luật quân đội, kỷ luật. Nhưng mà bạn đã thực sự kỷ luật chưa? Bạn đã thực sự ứng dụng chưa? Chúng ta nghe nhiều rồi, chúng ta nói nhiều rồi, nhưng mà chúng ta đã thực sự ứng dụng chưa? Bởi vì một trong những cái yếu tố cũng cực kỳ quan trọng không kém cái việc mà chịu trách nhiệm bản thân, đó chính là cái sự kỷ luật anh chị. Hãy hình dung xem trong cái việc kỷ luật ngày hôm nay bạn dành thời gian ra để bạn làm cái gì? Bạn đã có kỷ luật với bản thân mình chưa? Bởi vì anh chị hình dung nếu như ví dụ như anh chị cầm cái ly nước này, à anh chị thấy nó rất là nhẹ đúng không ạ? Anh chị thử cầm cái ly nước này lên, anh chị thử cầm lên, anh chị thấy nó nhẹ không ạ? Yes, bao nhiêu anh chị ở đây mình cũng có thể cầm cái ly nước này như thế này ạ? À, tất cả chúng ta đều có thể làm được đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi đặt ra rằng là bạn cầm được bao lâu? Bạn cầm được cái ly nước này bao lâu? Liệu bạn có cầm được 10 năm không? À, cái vấn đề nó là như vậy. Ồ, hôm nay tôi sẽ dành ra 30 phút để tập thể dục. Bao nhiêu số anh chị thấy rằng là ngày hôm nay anh chị đặt mục tiêu ra 30 phút tập thể dục? Thì rất là dễ đúng không ạ? Yes. Chúng ta có động lực, chúng ta làm rất là dễ. Nhưng mà bạn có làm được như vậy trong suốt 10 năm không? Và nếu như ai làm được như vậy trong suốt 10 năm thì Hương đảm bảo với anh chị rằng anh chị sẽ không bị béo bụng đâu ạ, không bị béo phì đâu ạ, không có bị thừa cân, không có bị tiểu đường đâu anh chị. Anh chị hình dung không ạ? Quan trọng là mình làm được bao lâu, mình đặt ra mục tiêu và mình có sự kỷ luật để mình làm được cái điều đó trong suốt cái cuộc đời của mình hay không? Đúng ạ. Nếu như bạn có cái sự kỷ luật làm cái việc đó, bạn có cái sự duy trì được một cái công việc đó lặp đi lặp lại, biến nó thành một cái thói quen tốt, biến nó thành một cái thói quen, bạn sẽ có một cái cơ thể rất là khỏe mạnh, một cái cơ thể rất là năng động và tràn đầy năng lượng luôn. Hay là cái việc là bạn muốn khỏe mạnh hơn thì sao đây? Thì thay vì uống những cái thức uống có chứa caffeine, những cái thức uống gọi là có cồn này, những cái thức uống mà có gọi là trà sữa đi, thì bạn uống nước lọc đi, bạn đổi nó thành nước lọc đi, thay nó thành nước trái cây đi, thành những cái nước tốt cho cơ thể đi. Đừng uống những cái nước có ga nữa, đừng uống những cái nước gọi là uống rượu, uống bia nữa đi. Thì hỏi xem cái cơ thể bạn có khỏe được không? Bạn làm cái điều này trong vòng 10 năm đi, xem cơ thể của bạn khỏe hay không? Khỏe luôn, đảm bảo luôn. Làm trong vòng 10 năm đi anh chị. Sau 10 năm anh chị nhìn lại xem những cái người bạn cùng lứa tuổi của mình ấy, anh chị thấy rằng họ già hơn anh chị những 20 tuổi đến. Tại vì sao? Bởi vì họ phá cái sức khỏe của họ trong suốt 10 năm trong cái thói quen đó. Nhưng mà chúng ta đã làm gì ạ? Cái việc của chúng ta là chúng ta nuôi dưỡng cái thói quen khỏe mạnh cho sức khỏe của mình, cho nên là mình trẻ hơn họ thôi, mình khỏe hơn họ, mình năng lượng hơn họ, anh chị hình dung ạ. Tiếp theo là cái thói quen về cái việc đọc sách và phát triển bản thân. Cái việc mà một ngày anh chị dành ra một vài phút hoặc là một vài tiếng để mình đọc một cái chương sách, chúng ta đều có thể làm được hết đúng không anh chị? Và cái câu chuyện rằng là bạn làm được bao lâu, bởi vì rằng là những cái người một cái người không thành công là như thế nào? Có rất là nhiều người họ có một cái động lực, chúng ta gọi là cái động lực đó. Không phải là có hứng thì tôi mới làm, tôi phải có động lực tôi mới làm. Tôi phải có cái hứng thì tôi mới làm, tôi phải có cái động lực thì tôi mới làm. Tôi phải có cái hứng tôi mới đọc sách, tôi phải có cái hứng thì tôi mới đọc sách đúng không ạ? Tôi mới làm cái việc đó. Tôi cứ phải có cảm hứng thì tôi mới tập thể dục. Tôi phải có cảm hứng tôi mới làm được cái việc đó. Nhưng mà có một cái vấn đề là như thế nào ạ? Nếu mà anh chị cứ chờ có cảm hứng mới làm thì không nhanh thành công đâu ạ. Bởi vì cái hứng nó rất là hên xui. Cái hứng nó hên xui lắm anh chị. Và cái người thành công nó khác cái người không thành công, đó là ở cái sự kỷ luật. Và cái cảm hứng chính là nó đến từ đâu ạ? Cái cảm hứng cái cảm hứng để chúng ta hành động, để chúng ta đạt được cái kết quả đó, cái sự kỷ luật đó.
Cái cảm hứng chính là cái thứ để chúng ta bắt đầu, nhưng cái sự kỷ luật và kiên trì mới là cái đem lại kết quả cho chúng ta. Thử hỏi xem một người đang thừa cân béo phì, anh ta bỏ một ngày ra, anh ta không ăn uống những cái đồ ăn không tốt cho sức khỏe nữa, anh ta không uống nước ngọt nữa, anh ta không ăn bánh mì nữa, thì anh ta gọi có ăn bánh mì nhưng anh ta không có chất bơ nữa, anh ta ăn phở nhưng anh ta không có ăn nước béo nữa, và anh ta thay những cái thực phẩm chiên xào thành những cái thực phẩm luộc và hấp. Và nếu như anh ta làm được cái điều này trong vòng một ngày thì cái đó có phải là thành công không anh chị? Nếu như anh ta làm được một ngày thì đã là một cái hành động rất là tuyệt vời rồi. Ngày nào đó chắc chắn là anh ta sẽ làm tốt hơn. Nhưng nếu mà chỉ một ngày thì có giúp anh ta thay đổi được cái vóc dáng của mình không? Anh ta làm được một ngày thì ngày hôm đó chắc chắn là anh ta sẽ tốt hơn, nhưng mà anh ta có thay đổi được cái vóc dáng của mình không? Không. Nhưng theo anh chị, anh ta làm liên tục trong vòng 30 ngày. Anh ta làm liên tục trong vòng 30 ngày thì theo anh chị 30 ngày tới, cơ thể của anh ta có thay đổi hay không ạ? Anh ta có năng động hơn hay không ạ? Anh ta có thon gọn hơn hay không ạ? Bụng anh ta có nhỏ lại hơn không ạ? Nhưng mà Hương hỏi anh chị, sau 30 ngày anh ta quay trở lại cái thói quen cũ của mình, anh ta ôi giời phải khỏe lại thôi, giờ mình phải sống lại thôi, mình phải đặt mục tiêu là mình giảm cân, bây giờ mình giảm cân xong rồi lại tiếp tục quay trở lại cái thói quen cũ, tiếp tục là ăn đùi gà rán mỡ, lại tiếp tục KFC, McDonald's, tiếp tục là ăn bánh mì chất bơ, tiếp tục là ăn thịt kho đúng không ạ, tiếp tục là mà ăn là phải ăn mỡ nha, phải là mỡ nhiều lên, uống nước ngọt, nước coca. Vậy thì sau đó kết quả là gì ạ? Sau đó kết quả là gì? Quay trở lại cái kết quả cũ anh chị. Và đó là một cái để Hương chia sẻ với các anh chị về tầm nhìn dài hạn. Tại sao lúc nãy chúng ta nói về kiến thức gia tăng giá trị bản thân mình? Và để có thể làm được cái điều đó thì chúng ta phải có cái tính kỷ luật. Kỷ luật là gì ạ? Bạn có thay đổi được cái thói quen ăn uống của mình, cái thói quen tập luyện của mình. Đó là một điều rất là tốt. Nhưng cái mục tiêu của chúng ta không phải đạt mục tiêu là giảm cân, anh chị hiểu không ạ? Những anh chị nào đang có vấn đề về cân nặng đâu ạ? Yes, giảm cân. Mục tiêu của chúng ta không phải là giảm cân, mục tiêu của chúng ta là cái con người mà chúng ta sẽ trở thành. Tuyệt vời không anh chị? Mục tiêu của chúng ta không phải là giảm cân mà là cái con người mà chúng ta muốn trở thành. Mình sẽ trở thành cái con người như thế nào? Một cái con người có body đẹp, một cái con người có body khỏe mạnh, một cái con người có body sóng múi, một cái con người có body gọi là ngực tấn công, mông phòng thủ, một cái con người sexy, hấp dẫn, một cái con người tràn đầy năng lượng. Anh chị hình dung ạ. Và khi mà mình là một cái con người đó thì mình chỉ cần ăn, thì nghĩa là khi mà mình định vị mình là cái con người đó thì mình chỉ ăn những cái thức ăn tốt cho sức khỏe thôi. Khi mình là cái con người đó thì mình chỉ có những cái thói quen tốt cho sức khỏe thôi. Không phải quan trọng là mục tiêu kết quả anh chị đạt được là gì. Đừng tập trung vào cái mình đạt được mà hãy tập trung vào cái kết quả là tôi sẽ trở thành người như thế nào. Không phải cái kết quả anh chị đạt được đâu, mà hãy đặt mục tiêu rằng là cái con người mình trở thành như thế nào. Không phải là tôi được gì, không phải tôi giảm cân được được gì, nghĩa là không phải tôi giảm được bao nhiêu cân. Mà quan trọng là sau khi bạn dừng cái công việc đó, bạn dừng cái thói quen đó, bạn lại quay trở lại cái thói quen cũ thì bạn sẽ có cái kết quả cũ. Và bạn cũng giống như cái việc, cái câu chuyện là rất là nhiều người họ kiếm tiền, họ dành dụm, họ làm. Đúng không ạ? Họ làm cái thói quen rất là tốt, nhưng mà một thời gian họ có nhiều tiền hơn thì sao ạ? Họ lại quay trở lại cái thói quen cũ. Ví dụ như có rất là nhiều anh chị tham gia những cái chương trình học tập phát triển bản thân, hay thậm chí rằng anh chị đồng hành với câu lạc bộ, đúng không ạ? Đồng hành cùng với cái live stream này, anh chị ứng dụng có cái kết quả rất là tuyệt vời. Trong một tháng anh chị ứng dụng có cái kết quả rất là tuyệt vời, nhưng mà cái tháng sau anh chị lại quay trở lại cái thói quen cũ, con người cũ, cái thói quen tài chính cũ, cái thói quen làm việc cũ, thì sao ạ? Cái kết quả nó lại quay trở lại như cũ. Thì đó là cái lý do tại sao Hương tham gia vào môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng, là cái nơi tham gia để học tập. Có anh chị, các anh chị em sẽ có được cái môi trường để chúng ta học tập, một cái môi trường để chúng ta phát triển, một cái môi trường để chúng ta có thể đồng hành với những cái con người đang phát triển, đang thành công, anh chị đang tiến lên. Và một cái môi trường rất là tuyệt vời. Và chúng ta phải hiểu rằng là cái môi trường là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái kết quả của chúng ta. Và anh chị hình dung là một cái ngọn đuốc mà anh chị ném vào một cái hồ nước thì nó sẽ lụi tắt ngủm luôn. Nhưng mà một cái thanh củi ướt mà bị ném vào một cái đám cháy rừng thì nó sẽ cháy, nó sẽ bùng cháy lên. Cho nên là môi trường rất là quan trọng.
một cái cơ hội rất là tuyệt vời cho các anh chị ở đây nếu đồng hành cùng với lại Hương và môi trường câu lạc bộ liên tục ấy, đồng hành với những người bạn ấy. Cho nên là có những cái buổi như thế này này, thì sau những cái buổi như này thì anh chị sẽ dành thời gian ra để anh chị tham gia vào những cái nhóm học tập, những cái nhóm học tập của mình, đúng không? Tham gia vào nhóm học tập cùng với Hương để mình có được một cái môi trường liên tục phát triển, một cái môi trường liên tục gia tăng cái giá trị của mình. Nó tạo cho mình cái thói quen giữ được cái tính kỷ luật của mình anh chị. Và kỷ luật chính là sức mạnh, kỷ luật chính là yếu tố tạo ra cái sự thành công và giàu có. Và thời khắc bạn bỏ đi cái tính kỷ luật này, là bạn đang phá bỏ đi cái phẩm chất này, thì chính là lúc bạn cuộc đời của bạn đi xuống. Ok chưa anh chị? Kỷ luật với việc đọc sách, kỷ luật với việc gia tăng giá trị bản thân, kỷ luật với việc tập thể dục, kỷ luật với việc rằng là bạn tham gia với câu lạc bộ, kỷ luật với việc là rằng là gì ạ? Bạn ăn uống lành mạnh, kỷ luật với những cái suy nghĩ tích cực, kỷ luật với việc rằng là bạn hành động và giúp cho chúng ta thành công. Ok chưa anh chị? Thì đó chính là những cái phẩm chất thứ hai của một người thành công. Yes, đó là phẩm chất thứ hai của một người thành công. Và cái phẩm chất thứ ba của một người thành công là gì ạ? À, cái phẩm chất thứ ba của một người thành công là một cái phẩm chất vô cùng tuyệt vời. Anh chị hiểu nha. Tất cả những cái phẩm chất mà Hương đưa ra ở đây đều ứng dụng cho một cái kết quả, đó là chúng ta gia tăng cái giá trị của con người của chúng ta. Tất cả những cái phẩm chất này nó đều phục vụ cho cái việc mà gia tăng giá trị con người của chúng ta. Anh chị nhớ nha. Thu nhập của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, mối quan hệ của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta, nó đều đến từ cái giá trị của chúng ta. Ok chưa anh chị? Kết quả của bạn tới đâu thì giá trị của bạn tới đó. Vậy thì những cái phẩm chất mà Hương nêu vừa rồi ấy, nó đều đáp ứng cho một cái mục tiêu, đó là gia tăng giá trị bản thân mình. Bởi vì giá trị anh chị tới đâu thì thành công tới đó, tư duy tới đâu thì tiền tới đó, và trí tuệ tới đâu thì kết quả tới đó, kỹ năng tới đâu thì kết quả tới đó. Ok chưa anh chị? Thì cái phẩm chất đầu tiên chính là phẩm chất chịu trách nhiệm 100% về cái kết quả của cuộc đời mình. Không phải là do ngoài kia, không phải là do ai cả, không phải do thị trường, không phải là do người khác, không phải là do sếp của mình, không phải là do cái bàn, cái ghế, cái chai, cái lọ, rồi cái Covid. Không phải là do cái gì cả, không phải là do cái gì hết, mà nó đến từ chính chúng ta. Đó là cái đầu tiên, là chịu trách nhiệm với kết quả của mình. Và tiếp theo là cái phẩm chất thứ hai, đó là chính là cái tính kỷ luật. Kỷ luật của một kỷ luật là một trong những cái việc cực kỳ quan trọng, bởi vì sao? Nếu như không kỷ luật thì sẽ không có thành công. Sự kiên trì, nhẫn lại, tính kỷ luật và một cái thứ đi kèm với chúng ta. Và chúng ta không chỉ chờ có hứng để chúng ta mới làm, mà hãy kỷ luật làm cái điều đó. Kỷ luật làm những cái thói quen tốt cho sức khỏe, kỷ luật làm những cái thói quen tốt cho tài chính, kỷ luật làm những cái thói quen tốt cho phát triển giá trị của mình. Đó là cái phẩm chất thứ hai cực kỳ quan trọng. Ok chưa anh chị ơi? Thì đó là hai cái phẩm chất cực kỳ quan trọng, dẫn tới cái sự thành công của một cái người thành công. Và cái phẩm chất thứ ba là gì? Là cái sự tích cực. Phẩm chất thứ ba là sự tích cực, luôn luôn tập trung vào một cái nhìn tương lai tích cực anh chị. Luôn luôn tập trung vào một cái nhìn tương lai tích cực. Và luôn luôn tập trung vào những cái điều tích cực. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một trong cái thứ cực kỳ ảnh hưởng tới cái kết quả của mình, hay nó còn gọi là cái sự tích cực, đúng không ạ? Ở đây hay chúng ta có thể xem là gọi là tâm lý của chúng ta ấy. Cái sự tích cực chính là cái tâm lý của chúng ta. Và bao nhiêu anh chị đồng ý với Hương rằng nếu như tâm lý của chúng ta không tốt thì chúng ta cũng không thể làm được cái điều gì cả. Chúng ta làm việc gì chúng ta cũng sẽ không có hiệu quả. Nếu như tâm lý của chúng ta không tốt thì chúng ta làm cái việc gì cũng không có hiệu quả. Chính cái tâm lý tích cực nó cực kỳ quan trọng luôn. Cái tâm lý nó quan trọng lắm anh chị. Hãy chỉ hình dung là nếu hiện tại anh chị không có cái sự chịu trách nhiệm rồi, anh chị có tính kỷ luật rồi, nhưng mà cái tâm lý của mình, cơ bản là cái tâm lý của mình nó không có tập trung, tâm lý của mình nó không có tích cực ấy. Mình đang không vui, mình đang không có năng lượng, mình không có thoải mái, mình gọi là mình đang giận dữ, đúng không ạ? Mình đang buồn phiền, hay là mình đang không có cái cảm giác tích cực thì sao? Thì anh chị đồng ý với Hương rằng là lúc đó chúng ta làm gì cũng không có kết quả, đúng không anh chị? Yes, chắc chắn là như vậy luôn. Anh chị hãy chiêm nghiệm lại trong cái cuộc đời của mình, có phải rằng là những cái lúc mà anh chị mà không được tích cực, anh chị không vui vẻ, thì anh chị làm gì nó cũng không được suôn sẻ, đúng không ạ? Khi mà chúng ta không vui thì có phải là chúng ta sẽ thấy tiếng cười đùa của những đứa trẻ con ấy, nó giống như tiếng ồn. Khi chúng ta không vui thì chúng ta thấy tiếng cười đùa của trẻ con nó tiếng ồn, đúng không anh chị? Nhưng mà khi mà chúng ta vui thì sao ạ? Tiếng cười đùa của trẻ con nó khiến cho chúng ta rất là yêu đời, khiến cho chúng ta rất là ấm lòng hơn, đúng không anh chị?
khiến cho chúng ta là muốn nhảy vào chơi chung với cái đám trẻ đấy luôn. Và nếu như mà anh chị không vui, lúc mà tâm lý chúng ta không vui thì có phải là khi mà không vui thì một ai đó họ nhờ anh chị giúp đỡ một cái việc gì, họ nhờ anh chị giúp đỡ thì khả năng cao là anh chị sẽ không có giúp đỡ họ. Không, tôi bực mình lắm, tôi không có giúp gì đâu, đừng có đưa cho tôi. Không, em đang bận lắm, không giúp, tự làm đi. Bạn tự làm đi, đúng không ạ? Nhưng có phải là khi mình vui vẻ, mình tích cực thì chúng ta rất là dễ dàng đồng ý giúp đỡ người khác? À, rất là dễ dàng luôn để có thể giúp đỡ người khác, anh chị hình dung ạ. Và có phải là khi mà chúng ta đang không vui, cái tâm lý của chúng ta đang không vui, không tốt thì một cái người nào đó, họ lỡ như họ chỉ lỡ thôi, nó có một cái sai lầm gì đó, nó có một cái mắc lỗi gì đó với chúng ta thì chúng ta sẽ không, gọi là không dễ thương với họ lắm, đúng không ạ? Mình sẽ không dễ tha thứ cho họ lắm. Thậm chí mình còn có cái hành vi gọi là thiên hướng bạo lực với họ cơ. Nhưng mà nếu như mà chúng ta dễ thương, tích cực, chúng ta bình an, chúng ta vui vẻ thì có phải khi mà một ai đó mà lỡ mắc lỗi lầm gì với mình thì chúng ta cũng rất là dễ tha thứ cho họ, đúng không anh chị? Anh chị có đồng ý với Hương điều này không ạ? Yes. À, có ai đó lỡ mắc lỗi lầm với mình thì mình cũng rất là dễ tha thứ cho họ. Còn không là muốn va chạm luôn. Đó, nó là như vậy anh chị. Thì đó là cái phẩm chất thứ ba của người thành công, đó chính là cái tâm lý. Và cái việc mà chúng ta tập trung vào những cái điều tích cực, bởi vì rằng là trong cuộc đời chúng ta nó mang đến những cái điều mà anh chị thích hay là không thích, thì cái kết quả nó đến với cuộc đời của chúng ta, cái kết quả nó đến từ cái thái độ của chúng ta đến với hoàn cảnh của chúng ta, anh chị nhớ nha. Dù là cuộc đời có xảy ra bất cứ việc gì đến với cuộc đời của chúng ta thì hãy luôn luôn tìm cách để nhìn vào những cái điều tích cực, hãy luôn luôn thay đổi cái góc nhìn anh chị. Dù là nó tốt, nếu nó tốt thì chúng ta sẽ ghi nhận và ăn mừng, nếu nó tốt thì chúng ta sẽ đón nhận nó, những cái niềm vui. Nhưng nếu như nó chưa đúng ý của mình thì làm sao ạ? Thì mình hãy luôn luôn làm chủ cái tâm thức của mình, làm chủ cái thái độ của mình, làm chủ cái nhận thức của mình và làm chủ cái tinh thần của mình, làm chủ cái cảm xúc của mình. Đừng để cái sự việc bên ngoài nó ảnh hưởng tới chúng ta, bởi vì cái giá trị của chúng ta nó quan trọng hơn cái yếu tố bên ngoài. Ok không anh chị? Cái giá trị của chúng ta nó quan trọng hơn cái yếu tố bên ngoài chị. Bởi vì chúng ta đều biết được rằng nếu chúng ta giữ được cái con người tích cực thì những cái người tích cực sẽ đến với chúng ta, những cái điều tích cực sẽ đến với chúng ta. Anh chị có đồng ý với Hương, một cái người nếu như hung dữ đi, một cái người không có tích cực, một cái người thì có ai muốn làm việc với họ không ạ? Có ai muốn chơi với họ không ạ? Không. Một cái người mà hay tham vãn, có ai muốn chơi với họ không ạ? Một cái người mà lại gần, cái người đó hay tham vãn, hay đổ lỗi, hay nói xấu người khác, mà lại còn tiêu cực nữa, không ai dám gần, có ai dám gần họ không ạ? Chắc chắn là không rồi. Yes. Bởi vì khi lại gần họ, họ sẽ nói những cái điều không tốt, họ sẽ phán xét, họ sẽ chỉ trích, họ sẽ nói người này người kia, họ sẽ chỉ đưa ra những cái thông tin không tích cực cho bạn thôi. Và bản chất nó không mang lại cái giá trị cho mình, nó không giúp mình thành công, nó không giúp mình thành công và giàu có. Nhưng mà có một cái điểm chung, nếu như anh chị để ý, cái điểm chung của những cái người tiêu cực ấy là họ không có giàu, anh chị. Anh chị để ý đi ạ. Một cái điểm chung của những cái người không tích cực, của những cái người tiêu cực ấy, đa số là không thành công. Những cái người mà họ hay nói xấu người khác thì đa số họ cũng không thành công luôn. Những cái người họ hay than vãn, họ hay không tích cực, đa số là họ không giỏi, đa số họ không thành công và đa số họ cũng không khỏe mạnh. Gia đình cũng không có hạnh phúc luôn. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy ta? Tại vì sao ạ? Tại vì những cái kết quả đó nó đến từ chính họ. Anh chị hình dung, một người vừa tiêu cực, một người vừa không tốt nữa, thì theo anh chị, một người vừa đi nói xấu người khác thì có khả năng là họ có đi nói xấu bạn không ạ? Theo anh chị không ạ? Họ có nói xấu mình không? Chắc chắn là có luôn. Không phải khả năng nữa mà chắc chắn là có luôn. Ừ. Hay là chúng ta nói theo một cái góc nhìn kinh doanh đi ạ. Cái người đó mình gọi là cái người mình chơi với họ nha, mình chơi với họ, mình tạo dựng cái uy tín này, cái thương hiệu của mình, cái phẩm chất của mình, mà bị một cái đứa nó đi bêu xấu đi, một cái đứa nó gọi là nó hại thanh danh của mình đi, một cái nó hại uy tín của mình đi, thì cho Hương hỏi rằng là cái người đó có phải là bạn của anh chị không? Thậm chí cái việc mà họ nói xấu người khác, một cái người mà họ đi bêu dếu, đi nói xấu người khác, đi hại uy tín của người khác,
đi nói những cái điều không tốt về người khác thì cái người đó có đáng tin không anh chị? Thưa anh chị, cái người đó nó có đáng tin không? À, nó không phải là nếu như mình có cái thói quen, nếu như mình bây giờ anh chị có cái thói quen đó thì mình nên thay đổi đi ạ. Hoặc là mình có những cái người bạn như vậy thì mình cũng nên hạn chế tiếp xúc với họ. Nhưng mà tiếp xúc hay không thì nó cũng đến từ mình thôi anh chị. Tại vì nếu anh chị không tiếp xúc với họ, nhưng nếu như anh chị vẫn thói quen này thì nó chính là cái thứ yếu tố ảnh hưởng đến anh chị. Bởi vì những cái người thành công họ không có làm việc với những cái người như vậy. Đó là cái cảm xúc của chúng ta, cho nên là hãy làm chủ cái tư duy của mình, hãy làm chủ cái cảm xúc của mình, hãy làm chủ cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình. Hãy chỉ tập trung vào những cái điều tích cực thôi anh chị. Hãy chỉ tập trung vào những cái điều tích cực thôi. Tập trung vào những cái điều tích cực, những cái con người tích cực thôi. Tại vì sao? Những cái người tích cực thì có nhiều điều tích cực, những cái người tích cực thì có nhiều điều tích cực và những cái và một cái điều rất là hay là rằng là gì ạ? Một cái điều rất là hay là anh chị không thể thay đổi được người khác anh chị. Anh chị một trong những cái diễn giả hàng đầu trên thế giới, một trong những cái nhà đào tạo hàng đầu trên thế giới, gọi là bậc thầy của các bậc thầy, đó là ông Jim Rohn. Thì Jim Rohn có nói một câu rằng là bạn không thể thay đổi được người khác, nhưng mà họ có thể thay đổi được chính họ. Và Jim Rohn có nói một lần rằng là gì ạ? Ông ấy có nói rằng là ngày xưa khi mà ông ấy còn trẻ, ông ấy không tin điều này. Ông nghĩ là điều này là điều không đúng đâu. Ông ấy nghĩ là ồ, tôi sẽ sẵn sàng làm mọi cách để thay đổi một người nào đó. Tôi sẽ giúp đỡ một người nào đó để họ thay đổi họ, ngay cả khi mà họ không thể, nghĩa là ngay khi mà họ không thể thay đổi được chính họ, thì tôi có thể làm được cái điều đó, ngay cả khi điều đó có thể giết chết tôi, chỉ có thể cản được tôi khi tôi lên đường thôi. Và bạn biết là ông ấy nói gì không ạ? Tôi đã suýt chết. Đó, rất là kinh luôn. Bởi vì một người họ không thể thay đổi, bạn không thể giúp một người thay đổi trừ khi anh ta hay cô ta tự thay đổi. Và điều gì sẽ xảy ra nếu như bạn cho một con vịt đứng vào trạng thái bay của những đại bàng? Bạn sẽ có những cái chú vịt đau khổ, bạn sẽ có những cái chú vịt đau khổ anh chị. Những cái chú vịt nó đem lại gì cho bạn ạ? Chúng không bay được, thậm chí sẽ có những lúc mà chúng còn gọi là ị vào đầu bạn nữa cơ. Cho nên tốt nhất là gì ạ? Khỏi cho vịt vào trại huấn luyện đại bàng. Tốt nhất là khỏi cho những con vịt đó tập bay được với đại bàng. Vậy thì bài học này có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chính chúng ta không thể cảm hóa người khác, thay đổi người khác trừ khi họ quyết định thay đổi họ thôi. Và Hương cũng không thể cảm hóa được anh chị thay đổi cuộc đời anh chị trừ khi là anh chị thay đổi. Bao nhiêu anh chị hiểu được cái bài học này ạ? Dù cho Hương có nói như thế nào, Hương có chia sẻ như thế nào, Hương có thuyết phục như thế nào, nếu như anh chị không quyết định anh chị thay đổi thì anh chị sẽ không có cái chuyện gì xảy ra cả. Nếu anh chị không làm chủ cái suy nghĩ của mình, anh chị không làm chủ cái tư duy của mình, anh chị không làm chủ cái cảm xúc của mình, anh chị không kỷ luật với bản thân mình, anh chị không chịu trách nhiệm với bản thân mình, thì anh chị cũng không thể nào thay đổi được đâu ạ. Trừ khi anh chị tự thay đổi bản thân mình thì anh chị mới có cái kết quả thay đổi. Hương chỉ là một cái nguồn lực tới đây cùng với anh chị, có thể là tiềm thức anh chị mách bảo rằng là có một cái điều gì đó mà anh chị đang thiếu, thì Hương đang chia sẻ cái điều đó cho anh chị. Nhưng mà quan trọng là sau ngày hôm nay anh chị có thay đổi hay không, anh chị có quyết định mình là người làm chủ cuộc đời mình hay không. Bởi vì đây là ba cái phẩm chất cực kỳ quan trọng. Phẩm chất thứ nhất là chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình. Cái phẩm chất thứ hai đó là sự kỷ luật, kỷ luật với cái hành động, với cái thói quen, kỷ luật với cái việc phát triển bản thân, kỷ luật với việc bảo vệ sức khỏe này, kỷ luật với việc là liên tục học tập. Và nhớ nha, số tiền mà chúng ta kiếm được ấy, số tiền mà chúng ta nhận được đến từ giá trị của chúng ta, nó không phải là làm từ cái công việc gì, nó không phải đến từ cái ngành nghề gì, nó không phải là cái xu thế nó là gì, mà nó đến từ cái giá trị bản thân của mình. Cái giá trị của bạn tới đâu thì tiền của bạn tới đó, giá trị của bạn tới đâu thì thành công của bạn tới đó. Nó là như vậy. Nó là như vậy anh chị. Và cuối cùng là cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình. Cái việc mà chúng ta tập trung vào cái điều tích cực, tập trung vào những cái người tích cực, tập trung vào những cái điều tốt ấy, trong những cái bình thường mà chúng ta gặp ấy, trong những cái người bình thường chúng ta gặp ấy, thì nó sẽ tạo ra cái tác động mạnh mẽ tới kết quả của mình. Bởi vì thái độ thì nó quyết định kết quả. Anh chị hình dung nhé. Sự việc đến nhưng thái độ, sự việc tốt hay không tốt không quan trọng bằng cái thái độ. Bởi vì thái độ sẽ tạo ra kết quả, cũng giống như cái câu chuyện, một cái câu chuyện vui thôi. Có một người cha dẫn một người con đi ăn kem, đi chơi, đi ăn kem. Bây giờ mà cái kem đó bị rớt, kem đó bị đổ thì sao đây ạ?
Đây là sự kiện nha, sự kiện là cây kem bị đổ. Vậy thì đứa con cần phải làm gì ạ? Ồ, đứa con nó khóc, nó không vui, nó nhè, đúng không ạ? Và người cha muốn nói rằng gì ạ? Con ơi, hãy vui lên đi, điều này là điều tốt mà. Đứa con mới trả lời, sao tốt là cha, con bị mất ăn rồi đây này, kem con quá trời mà không được ăn. Người cha nói rằng là gì ạ? Con phải nhìn tích cực lên, con hãy vui lên, bởi vì nhờ con mà bầy kiến nó đã có được một bữa đánh chén no nê rồi. Nhờ có con mà bầy kiến hôm nay nó sẽ không phải đói nữa. Nhờ có con mà bầy kiến hôm nay nó sẽ được ấm no, hạnh phúc và vui vẻ rồi. Con đã làm một điều rất là tuyệt vời. Ồ, vậy vui chưa, vui chưa? Đúng ạ. Hương kể câu chuyện này để anh chị hình dung rằng là gì ạ? Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, dù cuộc đời của anh chị có như thế nào, anh chị hãy luôn luôn tìm cách để tập trung vào những cái điều tích cực. Như vậy thì mình mới có năng lượng. Mình vui và năng lượng thì có phải rằng là mình làm việc hiệu quả hơn, có phải rằng là mình thông tuệ hơn, mình tri thức hơn, mình năng lượng hơn không? Có phải ai cũng muốn làm việc với mình không? Có phải ai cũng muốn chơi với mình không? Có phải là mình gọi là yêu thương, mình được yêu thương hơn, xung quanh mình toàn là những cái người tích cực hơn đến với mình không? Ờ, tuyệt vời không? Bởi vì điều tích cực thì sẽ thu hút những cái điều tích cực. Và bao nhiêu trong số anh chị ở đây, mình cực kỳ yêu thích những cái điều tích cực ạ? À, đừng chỉ yêu thích mà hãy nghiện nó. Hãy nghiện điều tích cực đi ạ. Hãy nghiện điều tích cực. Có nhiều người bị nghiện không anh chị? Những cái người thành công ấy, không thành công ấy, là gì ạ? Họ nghiện đổ lỗi, họ nghiện than phiền. Họ nghiện than phiền đến mức mà họ đen như than luôn. Có nghĩa là cuộc đời họ nó đen như than, từ cái hầm than nó chui ra anh chị. Nghiện than, nghiện tiêu cực, hay là nghiện nói xấu người khác, nghiện chỉ trích người khác, đó là những cái hành động không tốt. Thì thay đổi lại đi, nghiện tập trung. Đúng không? Nghiện tập trung vào soi, thánh soi. À, cái này xấu này, cái này không tốt này, cái người này tính kỳ lắm này. Cứ thích soi mói vào những cái điều không tốt của người khác. Và chúng ta biết là những cái điều không tốt và không, những cái, biết là những cái gì ạ? Có cái điều tốt và điều không tốt, tất cả mọi thứ đều tốt và không tốt, tất cả mọi người đều có điểm tốt và không tốt. Cái cuộc đời này, cái thế giới này không có cái gì là hoàn hảo cả anh chị. Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông, không có mùa nào là hoàn hảo cả. Mùa xuân thì ấm áp, rất là tuyệt vời. Nhưng mà chúng ta không thể đi trượt tuyết được. Bạn không thể nào đi trượt tuyết vào mùa xuân được. Anh chị hình dung không ạ? Mùa xuân chưa phải là hoàn hảo, mùa hè thì sao tuyệt vời. Mùa hè được nghỉ hè rất là vui, có thể là được đi bắt bọ cánh cứng, có thể được đi du lịch, có thể được đi bơi rất là nhiều, đúng không ạ? Bởi vì là trời nóng mà, mùa hè nóng kinh khủng. Mùa thu thì nhưng mà nó lại có một cái điều không tuyệt vời là gì ạ? Nó rất là nóng, nóng kinh khủng luôn. Mùa thu thì sao ạ? Ồ, mùa thu là mùa gọi là mùa thu vàng Nhật Bản, mùa thu vàng châu Âu, mùa thu vàng Hà Nội, mùa thu vàng nước Mỹ, thật là đẹp, thật là tuyệt vời. Mùa thu rất là mát mẻ, nhưng mà cơ bản là mùa thu nó không cũng có cái gì đó nó không tích cực, đúng không anh chị? Mùa thu nó cũng có cái thứ gì đó nó không tích cực chứ ít, đúng không ạ? Và mùa đông cũng vậy, mùa đông có cái không tích cực, cũng có những cái không tích cực. Mùa đông có những cái không tích cực chứ, nhưng mà nó có cũng có những cái điều tuyệt vời ở mùa đông. Vậy thì chúng ta hình dung trong tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều có điều tích cực và điều không tích cực. Và luôn luôn có ánh sáng và có bóng tối, luôn luôn có điều tốt và điều không tốt. Nhưng mà cái quyền năng lựa chọn của con người là quyền sẽ được tập trung vào đâu? Bạn sẽ tập trung vào đâu? Bạn sẽ tập trung vào những cái điều tốt hay không tốt? Bạn sẽ tập trung vào những cái điều tích cực hay không tích cực? Luôn luôn có ánh sáng và bóng tối, luôn luôn có điều tốt và điều không tốt. Nhưng mà cái quyền năng lựa chọn của con người là sẽ tập trung vào đâu? Vào đâu anh chị? Bạn sẽ tập trung vào đâu? Bạn sẽ tập trung vào những cái điều tốt hay không tốt? Bạn sẽ tập trung vào những cái điều tích cực hay không tích cực? Và bạn sẽ nghiêm gọi là sẽ nghiện cái điều tích cực hay là không tích cực? Các anh chị comment nha. Chúng ta đừng chỉ thích những cái điều tích cực nữa, mà chúng ta hãy nghiện điều tích cực đi ạ. Hãy nghiện tập trung vào những cái điều tích cực đi ạ. Hãy nghiện cái điều đó, nghiện. Nghĩa là không nói những cái điều tích cực thì chúng ta không chịu được, không nói những cái lời hay ý đẹp thì chúng ta không chịu được, không nói cái lời tích cực ngọt ngào thì không chịu được, không nghĩ về cái điều tích cực thì không được. Nghiện. Có nghĩa là mỗi sáng khi mà mở mắt ra là chúng ta phải tìm mọi cách để tích cực. Và khi anh chị nghiện cái sự tích cực thì đồng nghĩa với việc là anh chị sẽ nghiện thành công. Anh chị lưu ý ha.
Khi nghiện sự tích cực thì đồng nghĩa với việc là bạn sẽ nghiện thành công. Bao nhiêu trong số ở đây anh chị thích nghiện thành công ạ? Hãy nghiện thành công đi. Bởi vì cái người tích cực thì khả năng chiến thắng của họ cao hơn cái người khác. Hãy tập trung vào điều tích cực, bởi vì sao? Chúng ta tích cực thì mọi chuyện đều tốt. Đời chỉ thay đổi khi mà chúng ta thay đổi. Và chỉ khi mà anh chị thay đổi cuộc đời thì anh chị mới thay đổi thôi. Khi anh chị thay đổi thì cuộc đời mới thay đổi. Thì khi anh chị thực sự thay đổi tất cả mọi thứ bên ngoài, mọi thứ mà chúng ta đang gặp về công việc, về đối tác, về thu nhập, về sức khỏe, về gia đình, về mối quan hệ chúng ta, nó đều đến từ chính chúng ta thôi. Và đó là ba phẩm chất của người thành công. Ngày hôm nay Hương chia sẻ cho các anh chị. Cái thứ nhất là chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình. Thứ hai đó là sự kỷ luật. Thứ ba đó là làm chủ cái cảm xúc của mình, luôn luôn tập trung vào những điều tích cực. Đó là ba phẩm chất cơ bản để trở thành một cái người thành công, hạnh phúc, giàu có. Ok chưa anh chị? Trong những ngày tiếp theo thì Hương sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để anh chị có thể gọi là hôm nay anh chị hiểu được cái điều này rồi. Cho nên là gì ạ? Bao nhiêu trong số anh chị cam kết chịu trách nhiệm về cái hành động của mình, cái kết quả của mình trong 30 ngày sắp tới thì có thể comment tôi ạ. Và bao nhiêu trong số anh chị cam kết rằng là mình sẽ kỷ luật trong việc tham gia cái nhóm học tập, tham gia vào cái chương trình live stream này cùng với Hương, ứng dụng liên tục những cái việc, những cái hành vi mà Hương hướng dẫn anh chị, thì anh chị có thể comment tôi nào. Và bao nhiêu anh chị cam kết rằng là với Hương rằng là trong suốt cuộc đời mình, từ bây giờ đến suốt cuộc đời mình, chỉ luôn luôn tập trung vào những cái điều tích cực thôi, thì có thể comment tôi ạ. Và câu cuối cùng, bao nhiêu trong số anh chị ở đây từ giờ cho đến suốt cuộc đời mình chịu trách nhiệm 100% về cuộc đời của mình, về kết quả của mình, về hành vi của mình, về lựa chọn của mình, về thói quen của mình kỷ luật với những cái thói quen tốt cho thành công, thói quen tốt cho sức khỏe, thói quen tốt cho sự giàu có của mình, và chỉ luôn luôn tập trung vào những cái điều tích cực thôi, tập trung vào những cái điều rất là tuyệt vời thôi, thì có thể comment tôi nào. Yes, ok. Vậy thì từ ngày mai Hương sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái bí kíp vĩ đại nhất, được không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta đã làm chủ được bản thân mình rồi. Chúng ta đã hiểu được nguyên nhân gốc rễ của chúng ta, cái kết quả tài chính của chúng ta, cái mối quan hệ sức khỏe của chúng ta nó đến từ đâu rồi? Đến từ chính chúng ta, đúng không ạ? Nó đến từ cái sự chịu trách nhiệm và sự kỷ luật của chúng ta, và nó đến từ cái thái độ của chúng ta đối với các cuộc sống này. Vậy thì chúng ta hiểu được điều này rồi thì bắt đầu từ ngày mai Hương sẽ hướng dẫn anh chị cái cách để anh chị có thể làm chủ nó. Cái cách để làm chủ nó, làm chủ những cái phẩm chất này, rèn luyện cái phẩm chất này và ứng dụng một trong những cái quyền năng, một trong những quyền lực to lớn nhất, vĩ đại nhất mà bản thân mỗi anh chị ở đây đều có, mà trong ngày hôm qua và trong ngày những ngày trước đây Hương đã chia sẻ rồi. Tất cả những anh chị nào đang có mặt trong cái phòng Zoom này thì đều hoàn toàn có khả năng nằm trong top 5% những người giàu có nhất hành tinh. Hương tin điều đó chắc chắn là như vậy. Việc của chúng ta là gì ạ? Việc của chúng ta là khai phá cái tiềm năng của bản thân mình, khai phá cái sức mạnh của bên trong của mình lên, bản thân của mình lên. Và ngày mai Hương sẽ tiếp tục nói chuyện về cái việc mà làm thế nào để khai phá được sức mạnh tiềm ẩn của mình, khai phá được cái con người phi thường bên trong của mình, qua việc là chúng ta ứng dụng sức mạnh tiềm thức để có thể đạt được tất cả mọi cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, tất cả những cái sự thành công và làm chủ cái sự giàu có của chúng ta. Ok chưa anh chị? Rồi thì hôm nay thì mình sẽ kết thúc cái chương trình Zoom ngày hôm nay ở đây, cái chương trình live stream ngày hôm nay ở đây. Tất cả các anh chị, nếu anh chị muốn học nhiều hơn, muốn biết nhiều hơn về cái kiến thức, muốn dành thời gian ra để phát triển tư duy và đồng hành cùng câu lạc bộ, tham gia nhóm học tập, thì anh chị có thể là nhắn qua cho Hương để Hương hỗ trợ anh chị vào đồng hành cùng với môi trường câu lạc bộ để chúng ta có thể học được những cái kiến thức rất là tuyệt vời. Anh chị có thể like, có thể share, có thể subscribe kênh YouTube của Hương và các kênh trên mạng xã hội của Hương để có thể là chia sẻ được cái giá trị này cho nhiều người biết tới. Và ngày mai thì chúng ta sẽ có một cái kiến thức vô cùng tuyệt vời, và anh chị hãy cùng đồng hành với Hương nha. Hôm nay thì Hương xin kết thúc cái chương trình live stream ở đây, và Hương xin gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho anh chị của chúng ta có một cái ngày mới vô cùng tuyệt vời. Tôi ngày càng thành công, ngày và đêm tôi thành công một cách phi thường, công việc kinh doanh ngày càng phát triển, quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng, và tôi là người thành công, bạn là người thành công, sinh ra trên đời chúng ta là người chiến thắng, và hẹn gặp lại bạn trên đỉnh vinh quang. Xin chào tất cả các anh chị, cảm ơn.